Đợi Thái Thúc Hùng dành thời gian triệu kiến, Thiệu Bình Ba lập tức bước vào thư phòng. Sau khi hành lễ, y báo cáo, bệ hạ, cuộc chiến đối với nước vệ không thể kéo dài được nữa. Biết y sẽ nói chuyện này, Thái Thúc Hùng ngồi ngay ngắn sau bàn thở dài, Thiệu Đại Nhân, người cũng biết tình huống rồi đấy, khi Vân Tông không lên tiếng, cô Vương cũng không còn cách nào. Việc này đừng nhắc lại nữa, chờ cơ hội thích hợp sẽ tự động thông báo cho ngươi. Ngươi lui ra đi, thiệu bình ba không chịu lui, chắp tay nói, hồi bệ hạ, bố cục bên phía nước vệ không thể kéo dài được nữa. Trước đó về quân huyền thừa thiên chỉ là không hiểu chuyện chứ không phải kẻ ngốc. Bây giờ ông ta bắt đầu tiếp xúc chính vụ, sẽ dần hiểu được sự lợi hại trong đó. Một khi đã được khai khiếu, chúng ta sẽ mất đi cơ hội thúc giục, mất đi thời cơ. Thái Thúc Hùng im lặng, trong lòng cảm thấy nặng nề. Thiệu Bình Ba nói tiếp, bệ hạ, thần biết khí vân tông đang có chuyện cần lo. rèn luyện ở thánh cảnh, trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành bị giết, Bây giờ tình huống của trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải lại không rõ. Nhất cử nhất động của hai vị trưởng lão bên trong thánh cảnh đều đại diện cho Khí Vân Tông. Trước khi còn chưa biết rõ tình huống, Khí Vân Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đúng là lo ngại, nước Tân Án binh bất động thì có thể chi phối tình huống của trưởng lão Thái Thúc Sơn Hải bên trong thánh cảnh sao? Chỉ toàn là sự vô bổ, Thái Thúc trưởng lão ở bên trong thánh cảnh cũng muốn liên lụy đến Khí Vân Tông. Khí Vân Tông chiến hay không chiến cũng khó tránh một kiếp nếu đã như vậy có gì phải sợ chứ lo trước lo sau không để ý chuyện trước mắt thì làm gì có tương lai nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt trước mắt nước tấn sợ hãi không động để lâu sẽ khó khăn bệ hạ là nhất quốc tri quân hùng tâm tráng trí sao có thể cam nguyện như vậy thiên đô phong tại một bãi đất trống bên trong phiêu miếu các một đám người vây quanh sắc mặt vô cùng khó coi còn có người xì xào bàn tán chỗ mọi người vây quanh có một người ngã trong vũng máu bị một kiếm cắt đứt cổ chết không nhắm mắt Sắc mặt của trưởng lão Thiên nữ giáo Tề Bích Tang lại càng khó coi hơn, nhìn chằm chằm vào người chết. Người chết chính là một trong Tam đại chấp sự Thiên hạ Tiền Trang Hồng vận pháp. Không cái Thiên nghe chuyện, vội vàng chạy đến, sau khi chen qua đám người nhìn thấy người chết, gã nhanh chóng bước đến bên cạnh Tề Bích Tang, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Là ai giết thế? Tề Bích Tang vẫn đứng thất thần, dường như không nghe thấy. Không phải ai giết, Hồng vận pháp là tự vận, ông ta đột nhiên xuất hiện tại bãi đất trống ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Khi người chung quanh đã chú ý, ông ta rút kiếm vòng qua cổ một vòng, máu tươi bắn tung tóe, cứ như vậy mà ngã xuống. Người của phiêu miếu các tất nhiên là kinh hãi, chẳng biết tại sao lại như vậy. Tề Bích Tăng vẫn luôn âm thầm điều tra Hồng Vận Pháp, sau khi điều tra được vấn đề lập tức báo cáo lên Thánh Tôn. Việc này hẳn còn trong giai đoạn bí mật, người phiêu miếu các biết không nhiều. Kết quả, còn chưa điều tra xong, Hồng Vận Pháp đã tự vận bà vẫn luôn chú ý đến Hồng Vận Pháp, ông ta vừa xuất hiện vấn đề, bà là người chạy đến trước tiên. Thấy bà không lên tiếng, Hồng Cái Thiên hỏi người phiêu miếu các bên cạnh mới biết Hồng Vận Pháp tự vận. Tại sao đang tốt lại đi tự vận chứ? Hồng Cái Thiên chậm rãi quay sang nhìn tề bích tang, thấy phản ứng của bà, gã không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hai người đều đến thiên hạ tiền trang làm đốc cha, tình thế bức bách buộc phải liên thủ. Chuyện tề bích tang điều tra Hồng Vận Pháp, gã cũng biết được một chút. Thấy phản ứng của tề bích tang, gã đã đoán được đại khái cái chết của hồng vận pháp không thoát khỏi liên quan với thiên nữ giáo nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất sắc mặt của lê trường sinh cũng rất khó coi hắn ta là hữu sứ của đinh vệ chấp trưởng phiêu miếu các cũng là cánh tay trái tay phải của đinh vệ tả sứ vẫn luôn ở thánh địa đại nguyên còn hắn ta thì ở bên ngoài luận thân phận địa vị và trình độ coi trọng hắn ta còn cao hơn cả hoàng ban và huyền diệu khi đinh vệ không có ở đây hắn ta sẽ thay mặt đinh vệ tỏa trấn bên ngoài thánh cảnh bây giờ xảy ra chuyện, bảo hắn ta ăn nói như thế nào đây? Hữu sứ, đây là vật tìm được trong phòng hồng vận pháp. Một thành viên phiêu miếu các bước vào, dâng lên một phong thư. Hồng vận pháp vừa xảy ra chuyện, Lê Trường Sinh lập tức ra lệnh phong tỏa phiêu miếu các, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào, đồng thời hạ lệnh lục soát, điều tra manh mối liên quan đến cái chết của Hồng vận pháp. Một người không thể vô duyên vô cớ tự vận được, Lê Trường Sinh tiếp nhận phong thư, nhìn qua, đây là một phong di thư, là di thư của Hồng Vận Pháp, nói ông ta tham ô tiền tài của tiền trang, trong lòng thấp thỏm lo âu, thẹn với kỳ vọng của Thánh Tông, cho nên tự vẫn để tả tội. Vây quanh ở đây làm gì? Xem xong, Lê Trường sinh tức giận quát lớn. Mọi người e ngại, lần lượt tản đi. Tề Bích tang bước đến bên cạnh Lê Trường Sinh, chắp tay nói, hữu sứ, có liên quan đến Hồng Vận Pháp sao? Nếu phải, có thể cho ta xem hay không? Hồng Vận Pháp là người của thiên hạ tiền trang, mà Tề Bích tang lại là đốc cha của thiên hạ tiền trang hồng vận pháp xảy ra chuyện người ta đưa ra yêu cầu lê trường sinh không tiện từ chối liền đưa di thư cho bà ta sau khi đọc qua di thư sắc mặt tề bích tang không có chỗ nào đẹp tự vận thật sự là tự vận một người đang sống tốt tại sao lại tự vận chứ mấu chốt của vấn đề là hồng vận pháp đột nhiên tự vận trong thời điểm này lại đúng lúc sau khi bà trình báo thánh tôn vì sao lại như thế suy nghĩ lại đúng là đáng sợ bà ý thức được chuyện mà bà ta điều tra không chỉ đơn giản như thế Chuyện hồng vận pháp tham ô tiền tài rất có thể liên quan đến nhiều người khác, mà năng lượng của những người này không nhỏ. Bọn họ vừa có thể kịp thời biết được tình huống, lại còn bức tử được hồng vận pháp. Có thể không một tiếng động bức hồng vận pháp tự vận, năng lượng của người này là có thể nghĩ. Bà hơi sợ, chợt nghe được tiếng người thở dài bên cạnh, không khỏi quay đầu lại, phát hiện hồng cái thiên cũng đang ghé đầu nhìn di thư, liền nghiến răng nói, ngươi nhìn cái gì? Hồng cái thiên cười ha hả, ta cũng là đốc cha của thiên hạ tiền trang, Hồng vận pháp xảy ra chuyện, ta xem di thư của ông ta cũng không có gì quá đáng chứ." Dứt lời, gã khoanh tay bước ra ngoài, đến bên cạnh Lê Trường Sinh thỉnh giáo nên làm cái gì. Tề Bích Tang hận đến nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hận ý, phát hiện mình bị tên này chơi xỏ. Chương 1606, Như trưởng lão, gần đây người bận cái gì thế? Trước đó, Hồng Cái Thiên đột nhiên trắng trợn kiếm chuyện bên trong Thiên Hạ Tiền Trang, bà cảm thấy rất lạ. Khi mọi người giúp thăm Tất cả đều tranh đến Thiên Hạ Tiền Trang là đủ biết chuyện gì, không phải là không muốn gây phiền phức sao? Hành động của Hồng Cái Thiên rất không bình thường, tự dưng chủ động đi tìm phiền toái, trong đó khẳng định là có nguyên nhân, bà sao có thể nhịn không hỏi được? Hồng Cái Thiên đem những gì mà nghiêu Hữu Đạo nhắc nhở thuật lại cho bà ta nghe, lại còn thêm mắm dặm muối, nói cha không ra chuyện gì sẽ rơi đầu. Nghe cũng có lý, Tề Bích Tang không khỏi kinh hãi. Khó trách lão yêu quái này chủ động tìm phiền phức cho Thiên Hạ Tiền Trang. Bà tất nhiên cũng không thể ngồi đó chờ chết, nhưng lực bản thân có hạn, bà mới khẩn cầu thiên nữ giáo tương trợ. Trong tay thiên nữ giáo vừa lúc đang nắm giữ một số tình huống của Hồng Vận Pháp, tất cả đều giao cho bà. Hồng Cái Thiên còn đang bận biểu tìm kiếm, tề bích tăng bà đi sau mà đến trước, trong tay nắm chặt đại án. Nhưng bà thật sự không nghĩ đến chuyện lại đến nước này, mơ hồ liên lụy đằng sau. Điều này khiến cho bà sợ hãi, làm không tốt, sẽ chọc đến nhân vật mánh khóe thông thiên, trên thực tế, Hồng Cái Thiên đã lợi dụng bà, nếu không, gã làm sao có lòng tốt nhắc nhở chứ. Hồng Cái Thiên phát hiện sức mình có hạn, mà nội bộ thiên hạ tiền trang lại bao che nhau vô cùng. Đến tiền trang đốc cha, ngoại trừ kiểm toán, dường như cũng không có chuyện gì để làm, có nhìn hoa cả mắt cũng vô dụng, thật sự tìm không ra phiền toái, mà làm cần thì không được. Thế lực bốn biển không lăn lộn ở bảy nước, chẳng thể tìm ra được người có thể giúp đỡ. Nhưng thiên nữ giáo thì khác, Gã thêm mắm thêm muối xui khiến tề bích tăng, chính là muốn lợi dụng thế lực lâu năm của thiên nữ giáo đến dỡ nóc nhà thiên hạ tiền trang. Nhưng đủ loại dấu hiệu trước mắt cho thấy, sự việc dường như hơi bị làm lớn. Gã cũng không nghĩ sự việc lại lớn đến như thế, khiến cho chấp sự của thiên hạ tiền trang phải tự vận. Sự việc phía sau nhỏ mới là lạ, Hồng Cái Thiên, Tề Bích Tăng trả di thư cho Lê Trường sinh xong, liền bảo Hồng Cái Thiên đi với bà. Hồng Cái Thiên không muốn, nhưng vẫn chắp tay với Lê Trường sinh, sau đó bước đến hỏi chuyện gì tề bích tang túm cánh tay của gã trực tiếp lôi sang bên cạnh nghiến răng thấp giọng nói có phải ngươi cố ý hại ta hồng cái thiên kinh ngạc hỏi lại ta hại ngươi cái gì đừng giả bộ hồ đồ với ta phía sau hồng vận pháp nhất định có người tề bích tang oán trách bà hoài nghi đối phương đang lợi dụng mình lập tức cảnh cáo hồng cái thiên nếu ta không tốt ngươi cũng đừng hồng tốt hơn ta bớt làm bộ đi chuyện ngươi gây ra liên quan gì đến ta không cái thiên lẩm bẩm trong bụng nhưng ngoài miệng lại than thở này đại muội tử ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi bây giờ chúng ta như thể tay chân ta hại ngươi làm gì hơn nữa ta ngay cả chuyện gì cũng không biết trước đó ta phát hiện điều bất thường lập tức hỏi thăm ngươi nhưng ngươi lại chẳng chịu nói tề bích tăng cả giận nói chuyện này ta dám tùy ý để lộ ra ngoài sao không cái thiên nói được được ngươi có lý là được rồi chứ không phải ta nói ngươi phụ nữ chính là phụ nữ, có cái gì phải sợ. Nếu chuyện này có người thao tác đằng sau, họ lại càng không dám động đến ngươi. Ai động đến ngươi, người đó có tật giật mình, người ta muốn tránh ngươi cũng tránh không kịp, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe gã nói, tề bích tăng cũng bình tĩnh lại, ngẫm lại, đúng là có đạo lý này. Đột nhiên, ba con xích liệp điêu từ trên trời rơi xuống, là đinh vệ quản lý phiêu miếu các đến. hữu sứ Lê Trường Sinh mau chóng bước đến chào, cũng không biết nói cái gì, lập tức đưa di thư cho đinh vệ xem. Người bên ngoài nhìn thấy, có thể đoán chừng là chuyện của Hồng Vận Pháp. Sắc mặt đinh vệ thay đổi, y bước nhanh đến thi thể vẫn còn nằm trên vũng máu, ngồi xuống dùng tay xem xét vết thương. Lê Trường Sinh ở bên cạnh nhắc nhở, tiên sinh, ông ta công khai tự sát, rất nhiều người đều nhìn thấy, là tự vận không sai. Đến muộn rồi, đinh vệ đứng lên, cười lạnh, tự vận, chọn đúng thời điểm nhỉ, ai mà tin, người tin thì ta sẽ tin sao, thánh tôn sẽ tin sao lê trường sinh do dự nhưng sự thật ông ta tự vận mà tiên sinh có vấn đề gì không hắn ta không biết chuyện là do tề bích tăng trực tiếp báo lên thánh tôn trước đó cũng chưa hề nghe phong thanh trước khi đinh vệ đến cũng không công bố ra bên ngoài lần này ta đến là phụng pháp chỉ của thánh tôn đến điều tra ông ta sự việc đã đến nước này rồi cũng không cần gì phải che giấu đinh vệ thuật lại mọi chuyện ông ta chết rất kịp lúc chết là hết một phong di thư gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên người mình lần này lê trường sinh thật sự quá sợ hãi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sự việc xảy ra không phải tự vận tả tội đơn giản như vậy đinh vệ lạnh lùng nói tính thời gian thánh tôn nhận được bản báo cáo từ hai ngày trước tin tức muốn truyền về cho hồng vận pháp phải cần thời gian chắc là trước ta không bao lâu ngươi hãy điều tra trong thời gian này tất cả những ai lui tới với hồng vận pháp nhất định phải tra rõ hồng vân pháp đã tiếp xúc với ai còn nữa trong quá trình truyền thư ra vào cổng thánh cảnh ngươi cũng phải điều tra tất cả những người có khả năng tiếp xúc với bản trình báo. Bất kỳ người nào hiểm nghi cũng không được bỏ qua, phải nghiêm tra đến cùng. Vâng, Lê Trường Sinh chắp tay lĩnh mệnh, nhưng lại do dự, có phải sau khi tin tức đến thánh địa là người của thánh địa để lộ tin tức hay không? Đinh Vệ nói, bên phía thánh địa đó làm gì, không phải là chuyện mà ta và ngươi quan tâm. Thánh tôn sẽ tự xử lý." Dứt lời, y quay người bước đến chỗ Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tang, ánh mắt lạnh lẽo dò xét hai người xin chào trưởng lệnh hai người cùng nhau cung kính thi lễ đinh vệ cũng không rông dài với bọn họ hỏi thẳng tề bích tang đám phụ nữ của hồng vận pháp vẫn do thiên nữ giáo khống chế phải không tề bích tang đáp trước mắt còn chưa có tin tức thay đổi chắc là vẫn còn đang bị khống chế đinh vệ nói việc này không nên chậm chế phòng có biến ngươi lập tức trở về thiên nữ giáo một chuyến ta sẽ cử thêm người của phiêu miểu các đi cùng với ngươi phiêu miểu các sẽ tiếp nhận lại đám phụ nữ đó ta sẽ hạ lệnh cho nhân thủ gần thiên nữ giáo đến phối hợp. Tề Bích Tăng chắp tay lĩnh mệnh, rõ. Đinh về quay sang dặn dò thủ hạ, người đích thân dẫn đội hộ tống Tề trưởng lão trở về. Nhớ, sau khi nhận người xong, phải cam đoan sự an toàn của thành viên có liên quan. Những người đó đều là nhân chứng, có lẽ còn có thể đào ra được manh mối khác, quyết không thể để xảy ra chuyện. Người đại diện cho phiêu miểu các, trực tiếp hiệu lệnh thiên nữ giáo phối hợp. Ta cho người quyền tiền trảm hậu tấu, bất kể là ai, dám quấy nhiễu người phiêu miểu các làm việc, có thể bắt ngay lập tức, cũng có thể giết không tha. Quyền sinh sát do người toàn quyền quyết định, tóm lại, ta cần người phải đảm bảo an toàn, tuân mệnh, thủ hạ nghiêm túc lĩnh mệnh, thánh địa đại la, vương tôn vừa đi vừa âm thầm quan sát bốn phía, không nhanh không chậm tiến vào phòng xử lý công việc. Trong phòng, toa như lai đang ngồi ngay ngắn sau bàn xem cái gì đó. Sau khi vương tôn tiến lên làm lễ, lặng lẽ lấy ra một ngân châm, thấp giọng nói, như hữu đạo gửi tin. Toa như lai đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó thi pháp mở ngân châm ra xem. Xem xong, ông cao mày lẩm bẩm cái tên này muốn làm gì nữa thế. Sau đó đưa ngược lại cho vương tôn xem. Vương tôn nhìn xong cũng hoài nghi, bảo chúng ta tìm cho hắn người quen thuộc tình huống ở thánh địa thiên ma, lại còn có thể chú ý đến động tính của ô thường, đồng thời phải có khả năng khống chế lợi dụng người. Độ khó của cái này không phải quá cao sao. Toa như lai suy nghĩ một chút rồi nói, nói cho hắn biết, bây giờ ta chưa thể trả lời chắc chắn, những thứ mà hắn cần, nhất định phải cân nhắc cẩn thận, xem có người phù hợp với yêu cầu hay không. Chương 1607, chín thánh tạo áp lực 1. Được, thuộc hạ đi làm ngay. Vương Tôn lĩnh mệnh cáo lui. Yêu Hồ Ti, sau khi Nghiêu Hữu Đạo nhận được thư trả lời của toa Như Lai, đang định ra ngoài dạo một vòng hoang trạch tử địa. Ai ngờ vừa ra đến cửa đã bị một đám người chặn lại, là người của bảy phái. Nghiêu Hữu Đạo đành phải quay lại tiếp khách, trong lúc uống trà trò chuyện, trưởng lão mai trường hồng của huyết thần điện hỏi như trưởng lão người có đọc thông báo chưa như hữu đạo nói ý của mai trưởng lão là chuyện của thiên hạ tiền trang sao à ta cũng vừa mới biết mai trường hồng nói chính là việc này người nói thánh cảnh thông báo cho chúng ta biết là có ý gì như hữu đạo nói thông báo không phải nhắc đến chuyện khen thưởng của tề bích tăng thôi sao chắc là muốn cổ vũ chúng ta học tập bà ấy trưởng lão Lư diệu của thiên hỏa giáo nói xem ra lĩnh ngộ được thành ý cũng không chỉ có một mình chúng ta tê bích Tăng đúng là dám làm chuyện lớn như vậy mà cũng làm ra được như hữu đạo hỏi các người chạy đến đây không phải chỉ để nói chuyện này chứ thái thúc sơn hải đột nhiên a à một tiếng chẳng qua chúng ta cảm thấy hơi kỳ quái có một số việc muốn thỉnh giáo như trưởng lão một chút như hữu đạo khoát tay nói nói cái gì mà lĩnh giáo chứ mọi người như thể tay chân có gì thì cứ nói thẳng không cần khách sáo như vậy vậy ta không khách sáo nữa thái thúc sơn hải đặt chén trà xuống bàn như trưởng lão gần đây ngươi bận cái gì vậy nghiêu hữu đạo ngạc nhiên hỏi còn có thể bận cái gì chứ chẳng phải chỉ có mấy việc đó sao thái thúc sơn hải cười lạnh mấy việc gì chứ theo chúng ta được biết bây giờ ngươi không có việc gì ra ngoài tản bộ khắp nơi chúng ta nghe lời ngươi ngày nào cũng đi gây sự chúng ta làm sao cũng cảm thấy không thích hợp nghe nói ngươi còn chạy đến thánh địa băng tuyết uống rượu mừng nghiêu hữu đạo nói cái gì gọi là tản bộ chứ đốc cha không ra thì còn chỗ nào đốc cha nữa về phần uống rượu mừng, ta và các chủ băng tuyết các là người quen cũ. Các chủ đại hôn, bạn bè cũng đến chúc mừng thì có vấn đề gì sao? Thái Thúc Sơn Hải nói, người nói có lý, nhưng ý của ta là, tại sao ngươi lại không gây sự giống như từ đầu? Bây giờ chúng ta nhìn lại, dường như sau khi chúng ta bắt đầu gây sự thì ngươi cũng thu tay lại. Như Hữu Đạo nói, cái gì gọi là gây sự? Chúng ta thi hành ý chỉ của Thánh Tôn, tiến hành đốc tra phiêu miểu các. Nếu phát hiện có vấn đề thì kịp thời báo cáo, chứ chẳng có ai gây sự cả, và ta cũng chưa làm chuyện gây sự bao giờ, cho nên không nói đến chuyện thu tay lại. Hiện tại, thành vấn thiên đang đề phòng ta, ta hoàn toàn không tìm thấy vấn đề, đành đi ra ngoài tìm kiếm, chẳng lẽ không được sao? Trưởng lão lôi thắng của ma thiên tông chen vào giảng hòa, như trưởng lão, ý của thái thúc trưởng lão không phải như vậy. Ý của chúng ta là, nếu mọi người đã liên thủ với nhau, như trưởng lão có ý kiến gì mới, không ngại nói ra cho mọi người cùng biết nghiêu hữu đạo nói đây là chuyện tất nhiên rồi đánh chết hắn cũng không thừa nhận mọi người cũng không làm gì được hắn mặc dù trong lòng còn hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện gì đến đây cũng xem như nhắc nhở nghiêu hữu đạo một câu tám phái liên hợp bảy phái khác thường xuyên gặp mặt duy chỉ có một mình nghiêu hữu đạo đại diện cho tử kim động là chưa hề chủ động đi tìm bảy phái khác tám nhà hội tụ lúc nào cũng thiếu một nhà thật ra bảy phái chỉ ước nghiêu hữu đạo có thể chết bao xa thì bao xa nhưng bởi vì nghiêu hữu đạo luôn thờ ơ với thái độ của bảy phải cho nên trong lòng bọn họ mới không chắc có cảm giác nghiêu hữu đạo đang bước từng bước trước mặt bọn họ cảm giác này khiến cho bọn họ mặc dù chán ghét nghiêu hữu đạo nhưng lại không thể bỏ qua thế là xuất hiện cục diện như vậy nghiêu hữu đạo hầu như không tham dự cuộc họp mặt với bảy phái mà bảy phái phải thường xuyên chạy đến chỗ nghiêu hữu đạo đương nhiên nghiêu hữu đạo thường xuyên không có ở đây bọn họ phải thường xuyên chạy không công trên thực tế bây giờ Ngưu Hữu Đạo cũng không cần thiết phải liên kết với bọn họ. Có toa như Lai cung cấp tin tức đằng sau, còn chính xác và tỉ mỉ hơn so với việc tám phái liên kết trao đổi tin tức với nhau. Vài ngày sau, phiêu miểu các một lần nữa thông báo với tám phái bên trong thánh cảnh một việc, một số thành viên của các môn phái tham gia đốc tra bên ngoài thánh cảnh đã bị chấp phát xử tử, bao gồm tiêu giao cung và linh kiếm sơn của nước Yến, lý do là lười biếng chuyện đốc tra, không quan tâm đến pháp chỉ của thánh tôn lý do chỉ là lý do mà thôi, cũng không có lý do nào khác. Có thể nói không phạm bất luận sai lầm nào, nhưng nói giết là giết. Người giết đều là những người muốn làm người hiền lành, mắt nhắm mắt mở. Sau khi giết chết, lại để các phái lần lượt bổ sung người vào. Vừa mới ban thưởng cho thiên nữ giáo, quay đầu đã xử tử người của hai môn phái khác. So sánh lại, ý tứ của thánh cảnh biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Trước đó, bảy phái bên trong thánh cảnh còn hoài nghi không biết đây có phải là cái bẫy của Ngưu Hữu Đạo hay không. Đợi sau khi thông báo này được phát ra, tất cả thiếu chút nữa bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Quả là thế, cũng may là bọn họ nghe theo nghiêu hữu đạo. Nếu không, đột nhiên mất mạng, ngay cả chỗ kêu oan cũng không có. Lần này là giết người mắt nhắm mắt mở, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ giết người làm việc bất lợi. Không phát huy được tác dụng đốc tra, đầu người sẽ có khả năng rơi xuống. Nhất thời, thành viên đốc tra các phái đều cảm thấy bất an. Không cần phải nói, các thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh tiếp tục dày vò không dám tiểu đả tiểu nháo. Bị chín thánh ép buộc, bây giờ đã bắt đầu đùa thật. Trước đó còn có thể lấy lý do không hiểu tình huống của phiêu miều các. Bây giờ đã cho mọi người một khoảng thời gian để tìm hiểu, cũng nên ra sức làm việc rồi. Xét theo tình huống trước đó, chín thánh cũng không ra tay giết người đã được xem là nương tay rồi. Nhưng thành viên bảy phái bên trong thánh cảnh vẫn cảm thấy buồn giàu. Nhân thủ có hạn, không giống như bên ngoài có thể mượn nhờ lực lượng của môn phái bọn họ ở bên trong thánh cảnh hầu như không có chỗ mượn lực bên trong đại điện chính cung tử kim động tất cả trưởng lão đều tập trung một đệ tử đọc tin tức tìm hiểu được bên ngoài cho mọi người cùng nghe sau đó lui xuống không khí bên trong đại điện trở nên im lặng trưởng môn cung lâm sách nhìn mọi người chung quanh sau đó lên tiếng tình huống này chắc hẳn đã có một số người nghe được lúc trước tình thế bây giờ không ít các môn phái đều gặp tai vạ ngay cả tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng không thoát khỏi ba đại phái nước Yến chỉ có tử kim động chúng ta là tránh được một kiếp. Mặc kệ chư vị có ý kiến gì với như trưởng lão, nhưng sự thật chứng minh, như trưởng lão đã thành công. Nghiêm lập nhảy vào phụ hỏa, lúc trước có người phản đối như hữu đạo gia nhập tử kim động, bây giờ xem ra, vẫn là trưởng môn anh minh. Nói ra những lời này hơi trái với lương tâm một chút. Thật ra, trong lòng ông ta toàn là sự bất mãn đối với như hữu đạo. Nhưng vì là người của trưởng môn, trong những trường hợp này phải luôn đứng cạnh trưởng môn để lên tiếng phó quân cười ha hả trước đó tin tức truyền đến nghiêu hữu đạo giết người của phiêu miểu các bên trong thánh cảnh không biết là ai đã mắng nghiêu hữu đạo hồ nháo bây giờ đã chứng minh nghiêu hữu đạo làm đúng chuyện lại thay đổi đúng là trở mặt nhanh thật sắc mặt nghiêm lập lập tức trầm xuống nhưng vẫn có người không chịu buông tha doãn dĩ đức có vẻ hiếu kỳ nghiêm trưởng lão không phải ngươi vẫn luôn một mực la hét đồ đệ của ngươi quản thanh nhai bị nghiêu hữu đạo hại chết không phải nói phải nghiêm cha sao không phải ngươi đã từng nói muốn đến Mao Lư biệt viện để điều tra manh mối à? Bây giờ trưởng môn anh Minh, thế thì cha hay không cha? chương 1608, Chín Thánh tạo áp lực 2. Sắc mặt nghiêm lập càng lúc càng khó coi. Đồ đệ quản thanh nhai của ông ta chết rồi, mà còn là chết thảm. Quản thanh nhai được đưa đến vô biên các, cũng bởi vì biết thế lực bên ngoài của Ngưu Hữu Đạo không nhỏ, lo lắng đệ tử của mình sẽ trúng độc thủ của Ngưu Hữu Đạo trên đường, cho rằng chỉ cần trốn vào vô biên các sẽ ổn thỏa, ai ngờ đột nhiên chúng độc chết bất đắc kỳ tử. Cũng không biết là chúng độc gì, không chỉ quản thanh nhai, ngay cả hai người đi cùng quản thanh nhai ngày hôm đó, trước khi chết triệu chứng cũng y hệt, hết thảm dòng dã một ngày, cào rách cơ thể. Nếu không phải có đệ tử tử kim động bên trong cửa hàng phát hiện ngăn lại, đoán chừng ba người đã cào bụng của mình rớt ruột ra ngoài. Theo đệ tử thuật lại tình huống lúc đó, tình trạng trước khi ba người chết cực kỳ thê thảm, khiến cho người ta không rét mà run. Quản thanh nhai móc luôn tròng mắt của mình ra ngoài. Tóm lại, mọi người đã dùng hết mọi biện pháp vẫn không cứu được ba người. Thời gian ba người phát độc cũng không giống nhau, có sớm có muộn. Người phát độc trễ nhất, bởi vì đã nhìn thấy tình huống bi thảm của hai người trước, không muốn phải chịu khổ trước khi chết, nên đã dùng phương thức tự vận kết thúc tính mạng của mình. Chết bất đắc kỳ tử như vậy đã dọa đệ tử tử kim động trong cửa hàng. Người nào cũng cảm thấy bất an, không dám tiếp tục ở lại vô biên các. Cũng may, cuối cùng cũng chỉ chết có ba người quản thanh nhai, chuyện phát độc không lan đến người khác. Bởi vì chuyện xảy ra ở vô biên các, kinh động đến người của vô biên các. Sau khi người của vô biên các kiểm tra thực hư xong, nói ba người quản thanh nhai đã bị trúng độc khổ thần đan. Nhưng vô biên các không chịu nhúng tay vào chuyện này, căn cứ vào tình huống của ba người, nói ba người đã trúng độc trước khi đến vô biên các, vô biên các sẽ không nhúng tay vào ân oán bên ngoài. Nếu chuyện như vậy mà cũng nhúng tay, vô biên các làm sao mà quản nổi các chuyện bên ngoài. Vì thế tử Kim Động đã chuyển sang tìm hiểu ở Hiểu Nguyệt Các, nhưng Hiểu Nguyệt Các thề thốt phủ nhận, không chịu thừa nhận mình có liên quan. Tử Kim Động cũng không đưa ra được chứng cứ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Người chết là ba người quản thanh nhai vừa mới đắc tội với Mao Lưu Biệt Viện, không muốn nghi ngờ Mao Lưu Biệt Viện cũng khó. Thử hỏi nghiêm lập làm sao chịu bỏ qua, tất nhiên là hết muốn điều tra, nhưng nghiêu hữu đạo đang ở bên trong thánh cảnh, ông ta không có cách nào để thăm dò, đành chuyển sang điều tra Mao Lưu Biệt Viện nghiêm lập lập tức mang người chạy đến Mao Lư biệt viện. Đối mặt với trận thế như vậy, quản phương nghi trấn an mọi người không cần hốt hoảng, nói nghiêm lập muốn đấu với đạo gia vẫn còn chưa đủ tư cách, trừ phi đầu thai lại lần nữa. Bà ra mặt ứng đối, không chút hoảng loạn, trước khi đi, đạo gia vì bảo đảm cho Mao Lư biệt viện an toàn tại tử kim động, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Quản phương nghi không tin cung lâm sách dám bóc cái nắp này, cũng không tin cung lâm sách không chế trụ nổi nghiêm lập. Quả nhiên, Cung lâm sách đã kịp thời ra mặt mang nghiêm lập trở về, lấy lý do nghiêu hữu đạo đang bán mạng vì tử kim động trong thánh cảnh, nếu không có chứng cứ thì không nên vọng động. Đây tất nhiên chỉ là lý do. Chuyện hạ độc ba người quản thanh nhai, cung lâm sách bị nghiêu hữu đạo kéo vào phối hợp. Ông ta không có khả năng điều tra rõ việc này. Đối mặt với áp lực của cung lâm sách, nghiêm lập không thể không nhịn. Bây giờ, nghe người khác trào phúng như thế, nghiêm lập còn đang định giải thích kết quả bị ánh mắt của cung lâm sách ngăn lại. Cung lâm sách tiếp tục lên tiếng, ta nói như vậy là hy vọng mọi người đều hiểu. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy được tình huống, quyết tâm chỉnh đốn phiêu miểu các của chiến thánh đã định. Người các phái bị giết còn không phải là những người không sử dụng lực lượng môn phái của mình đấu với phiêu miểu các sao. Từ kim động của chúng ta không bị động đến, đều là nhờ như trưởng lão vất vả trèo trống bên trong thánh cảnh. Cho nên, ta không hy vọng còn có ai không nhịn được muốn xuống tay với Mao Lư biệt viện. Chư vị, tốt nhất là mong như trưởng lão không có vấn đề gì bên trong thánh cảnh. Nếu không, người bổ sung sẽ là một trong số các vị. Tiến vào phiêu miểu các giống như tiến vào hang hổ lột ra hổ. Ta nghĩ chắc chẳng có ai trong số các vị muốn đi. Bên ngoài chính điện lăng tiêu các, trưởng môn quan cực thái dẫn đầu một đám trưởng lão, chỉ cần là người trong tông môn, toàn bộ đều có mặt để nghinh đón trưởng lão Toàn Thái Phong trở về. Toàn Thái Phong vừa về đến, lập tức hành lễ với mọi người, xin ra mắt trưởng môn, các vị sư huynh đệ, toàn trưởng lão vất vả rồi quan cực thái đại diện mọi người tiến lên đích thân đưa tay đỡ tai mắt bên ngoài quá nhiều không phải là nơi để nói chuyện mọi người lập tức tiến vào đại điện nghị sự sau khi đã ổn định quan cực thái nghiêm mặt nói trước đó nghe nói sư đệ đã gây phiền phức cho phiêu miểu các mọi người đối với hành vi của đệ đều kín đáo phê bình bây giờ sự thật đã chứng minh hành động của sư đệ là đúng ở đây ta xin đại diện cho các vị trưởng lão xin lỗi sư đệ toàn thái phong khoát tay đệ không đảm đương nổi các vị sư huynh đệ cũng là vì lo lắng cho tông môn hơn nữa lần này đệ có thể tránh thoát một kiếp cũng là nhờ may mắn có người lên tiếng hỏi toàn trưởng lão ta thấy lần này người có thể tránh thoát được một kiếp phần lớn đều có mối quan hệ tốt với nghiêu hữu đạo có phải trước đó các người có liên lạc với nhau không toàn thái phong lại khoát tay có thể nói là cười khổ đúng là may mắn cũng có thể là do tình huống của ta may mắn Ta nghe nói nhiều Hữu Đạo gây sự bên trong thánh cảnh, khi đó ta đã cảm thấy không ổn. Về sau, ta phát hiện đám người bốn biển cũng đang gây phiền phức cho Phiêu Miểu Các, càng cảm thấy không ổn hơn. Bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau, ta thấy bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, khẳng định là do Nưu Hữu Đạo. Ta càng nghĩ càng cảm thấy bấy an, cuối cùng cũng đã học theo. Cho đến cách đây không lâu, đầu người của mấy phái rơi xuống đất, khi đó ta mới tỉnh ngộ. Bọn họ hẳn đã nhìn thấu dụng ý của Chín Thánh. Nói đến đúng là nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa không còn cơ hội gặp lại các vị rồi. Thì ra là thế, mọi người đều thổn thức không thôi. Tình huống đúng là như vậy, những ai có phản ứng giống người của bốn biển đều có thể tránh thoát được một kiếp, còn ai phản ứng chỉ độn đều mất mạng. Quan cực thái nói, sư đệ, vì sao lần này ngươi được trở về? Toàn thái phong cười khổ, là muốn nhờ tông môn giúp đỡ. Nhìn tình huống này, chín thánh đã thật sự quyết tâm. Nếu không tìm phiền phức cho phiêu miểu các, sợ là khó mà qua được tay chúng ta có hạn cho nên phải nhờ lực lượng của tông môn tương trợ mới được chư vị ta mà chết chỉ sợ các vị phải thay thế ta đến đấu với phiêu miểu các không có bất kỳ quanh co lòng vòng toàn thái phong vào thẳng vấn đề muốn thỉnh cầu tông môn trợ giúp dám kéo toàn bộ tông môn đi thăm dò phiêu miểu các cũng không sợ hãi tình huống cho thấy bọn họ đã không cách nào từ chối một khi tông môn từ chối tham gia trưởng lão có mặt ở đây chỉ sợ một người cũng đừng hòng tránh được kiếp nạn Sắc mặt đám người Lăng Tiêu Các đều ngưng trọng, đây là một sự lựa chọn khó khăn nhưng lại không thể không lựa chọn. Không ủng hộ Toàn Thái Phong, một người khiến cho chín thánh không hài lòng, chín thánh sẽ giết một người, giết đến khi bọn họ toàn lực ủng hộ mới thôi. Trước mắt cho thấy xu thế chính là như vậy, trước khi rèn luyện, ai cũng không nghĩ đến điều này, người nào cũng từ chối tránh né. Bọn họ cho rằng né rồi thì sẽ không sao, kết quả cho thấy, tất cả đều nằm trong bố cục của chín thánh. 2 Trưởng môn quan cực thái thở dài, chư vị, toàn sư đệ đã nói rõ rồi, ý của các vị như thế nào. chương 1609, người của phiêu miểu các đều là phế vật vô dụng. Phủ thừa tướng nước tống, tử bình hưu chạy vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống đối diện giả vô quần, thở dài nói tiên sinh có nghe nói động tĩnh chín thánh chỉnh đốn phiêu miểu các hay không. Giả vô quần cười lạnh, gật đầu, tử bình hưu nói tiếp, hạ sát người của các đại phái cùng một lúc, thiên hạ đang chấn động. Giả vô quần nâng bút viết, chuyện của Hồng Vận Pháp đã chọc giận chín thánh. Ra tay giết người như vậy chính là muốn bước các phái phát lực. Tử Bình Hưu gật đầu, mượn lực lượng các phái chỉnh đốn phiêu miểu các, rồi lại dùng đao của phiêu miểu các sửa tử người các phái, vừa có thể chỉnh đốn được phiêu miểu các, lại còn làm suy yếu lực lượng tu sĩ. Đúng là hảo thủ đoạn, giả vô quần nâng bút viết tiếp, người trong thiên hạ chỉ là quân cờ, còn chín thánh là người đánh cờ, chỉ thế thôi, không nói đến hảo thủ đoạn gì cả dòng chữ này khiến tử bình hưu hãi hùng liên tục khoát tay đồng thời còn nhìn chung quanh giả vô quần mỉm cười viết tiếp hạ sát người các phái chuyện của hồng vận pháp hẳn không cha ra được chuyện gì có thể thấy được người sau lưng hồng vận pháp cũng không đơn giản đối mặt với chín thánh phát lực chỉnh đốn việc đã đến nước này nội bộ phiêu miểu các sẽ không ôm may mắn đại loạn đã xuất hiện thiên hạ sợ rằng sẽ có biến thừa tướng hãy cẩn thận tử bình hưu yên lặng gật đầu hiểu ý lời khuyên của tử bình hưu Nguyên nhân đúng là như vậy, không khỏi thở dài, thần tiên đánh nhau bên trên, phàm phu tục tử bên dưới gặp nạn. Giả vô quần viết, phàm có bất kỳ tin tức gì về nghiêu hữu đạo, hãy kịp thời thông báo cho ta. Tử Bình Hưu cười nói, tiên sinh đúng là rất chú ý đến hắn. Giả vô quần viết, thừa tướng đừng cười, người đầu tiên ra tay với phiêu miểu các chính là nghiêu hữu đạo. Hắn đã nhìn ra được mưu đồ của chín thánh, đã nhìn rõ thế cục, người này sao có thể ngồi chờ chết. Hãy nhìn động tĩnh của hắn, từ đó có thể phân biệt được hướng gió, sớm biết thiên thời, sớm có dự phán để trợ giúp thừa tướng tránh hung. Tử Bình Hưu không còn cười nữa, biểu hiện ngưng trọng, khẽ gật đầu. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn trong hiên các, buôn tờ giấy có ghi tin tức liên quan đến giới tu hành xuống. Mặc dù biết muộn hơn người khác, nhưng vẫn còn tốt hơn là không biết gì cả. Đương nhiên, những gì y biết cũng đều là tin tức công khai của giới tu hành. Một số tin tức cần bí mật tìm hiểu cũng không đưa đến chỗ này cho y xem nhưng y luôn có thể thông qua tin tức công khai mà suy đoán được ý đằng sau. Thiệu Tam tỉnh bưng trà vào, sau khi đặt chén trà xuống, thấy sắc mặt đại công tử âm trầm, rồi lại nhìn thấy tin tức đặt trên bàn, vội cầm lấy xem xét. nhìn qua là biết tin tức chín thánh giết một số thành viên đốc tra của các phái, không khỏi cảm thán các đại phái bình thường cao cao tại thượng, đụng đến chín thánh, cả đám cũng không còn cách nào khác. Thiệu Bình ba nói, chân tướng phơi bày, chín thánh phát lực, nội bộ phiêu miểu các sợ là có một phen sóng gió rồi đây. Thiệu Tam tỉnh nói, đại công tử sợ dư ba sóng gió nội bộ phiêu miểu các sẽ liên lụy đến đầu chúng ta. Thiệu Bình ba nói, có hữu dụng không? Những người kia một khi người chết ta sống, toàn bộ thiên hạ đều bị liên lụy, không thể tránh khỏi, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào thôi. Chuyện này có lo cũng vô dụng, mà cũng chẳng có gì đáng lo lắng. Ta lo nhất chính là Ngưu Hữu Đạo, tình huống bây giờ đã chứng minh, Ngưu Hữu Đạo không hổ là Ngưu Hữu Đạo đã từng nhiều lần giao thủ với ta. Hắn là người đầu tiên nhìn thấu thánh ý, điều này nói rõ hắn đã sớm nhìn thấy tiên cơ từng bước đi về phía trước người có năng lực như hắn không thể coi thường một khi nắm giữ tiên cơ phong ba bên trong thánh cảnh khó mà giết chết hắn người này quá nguy hiểm một khi để hắn toàn thân trở ra trong cơn bão táp này nhất định hắn sẽ mang bão táp về đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng không có sức hoàn thủ thiệu tam tỉnh vẫn tin vào năng lực phán đoán của thiệu bình ba vì thế mới lo lắng hỏi vậy phải làm sao bây giờ Thiệu Bình ba gần từng chữ, không thể để cho hắn còn sống trở về. Thiệu Tam tỉnh đang định lên tiếng, bên ngoài chợt có người bước nhanh vào hiên các bẩm báo, đại nhân, đào tổng quản đến. Tổng quản đại nội đào lược đến, Thiệu Bình ba nhanh chóng đứng dậy, đích thân ra nghênh đón. Đào lược là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nắm giữ tổ chức tình báo gián điệp lớn nhất nước tấn hắc thủy đài. Đối với loại người này, Thiệu Bình ba không dám thất lễ. Người còn chưa đến cổng, đào lược đã dẫn thị vệ tùy hành nhanh chân bước vào, thiệu bình ba bước nhanh lên trào đào tổng quản đào lược ưng một tiếng phất tay ra hiệu những người khác lui về sau cũng không ngồi trực tiếp đứng tại chỗ thiệu đại nhân bệ hạ bảo ta đến nói với ngươi một tiếng muốn ta truyền đạt với ngươi cho đúng chỗ bệ hạ nói có thể chính thức khởi động cuộc chiến với nước vệ những gì trước đó mà nước tấn chúng ta làm chỉ là làm nền ngươi nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt rốt cuộc cũng đã đến thiệu bình ba mừng rỡ chắp tay lĩnh mệnh thần tuân chỉ sau khi thả tay xuống y hỏi dò một câu đào tổng quản bên phía khí vân tông đã đồng ý sao đào lược gật đầu tất nhiên là đồng ý ngươi yên tâm đi lần này hẳn sẽ không có biến nữa đâu thiệu bình ba lập tức đưa tay mời đào tổng quản vào bên trong rồi nói đào lược khoát tay không cần đại sự sắp tới ta còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp khẩn cấp trong và ngoài cung không nên chậm trễ ta đã đưa ý chỉ của bệ hạ đến ta xin phép đi trước nói xong ông ta xoay người rời đi Thiệu Bình Ba lập tức đuổi theo, đích thân đưa tiến. Chẳng những đào lược bận rộn, mà ngay cả Thiệu Bình Ba cũng khẩn trương, đem một đống văn thư ra xem xét lại một lần. Chiến sự sắp đến, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Khi chân chính ra chiến trường chém giết, đó sẽ là bước cuối cùng quyết định thắng bại. Bận đến nửa buổi trưa, bên phía Hắc Thủy Đài đưa đến tin tình báo mới nhất có liên quan đến hai nước tề, vệ. Người đưa thư buông sắp tin tình báo xuống, vừa mới quay người, ai ngờ thiệu bình ba đã nhàn nhạt nói một câu, dừng lại. Người đưa thư dừng bước, chậm rãi quay lại, chắp tay nói, thiệu đại nhân có gì phân phó. Đầu thiệu bình ba cũng không ngừng lên, dùng bút trong tay viết xuống tờ giấy, lạnh nhạt nói, bảo người sau lưng của ngươi, ta muốn biết tình huống cặn kẽ của nghiêu hữu đạo bên trong thánh cảnh. Người đưa thư quan sát xung quanh, thiệu đại nhân yên tâm, ta sẽ truyền lời. Thiệu bình ba vừa viết vừa ung dung nói, không chỉ là đưa tin, mà còn có chuyện cần làm, chỉ là việc nhỏ, đối với các người mà nói thì không quá khó khăn. Người đưa thư cao mày, thiệu đại nhân, người đang ra lệnh cho ta sao? Nếu dùng thân phận hắc thủy đài ra lệnh cho ta, ta sẽ chấp nhận. Còn dùng thân phận khác nói năng lỗ mãng với ta, ta hy vọng người có thể ước lượng được hậu quả rõ ràng. Hậu quả, thiệu bình ba ngừng viết, thuận tay đặt bút sang một bên, ngẩng đầu nói, nếu lời này ngươi nghe không vui, vậy ta sẽ thay bằng lời khác. Người truyền lời cho người sau lưng, bảo rằng ta nói phiêu miểu các đều là phế vật vô dụng lời vừa nói ra thiệu tam tỉnh đứng một bên phải run sợ cũng may mà ông hiểu đại công tử của mình biết đại công tử không phải người làm bậy nói như vậy tất có nguyên nhân sắc mặt người đưa thư trầm xuống thiệu đại nhân hình như ngươi không tiếc tính mạng của mình đấy thiệu bình ba đứng dậy bước đến trước mặt gã mặt đối mặt biểu hiện không chút thay đổi hồng vận pháp chết một cách kỳ lạ người sáng suốt đều có thể nhìn ra sau lưng ông ta có người nhưng tại sao phiêu miểu các lại điều tra không ra? Các thánh tôn không phải muốn biết nguyên nhân cái chết của Hồng Vận Pháp à? Nói cho người sau lưng người biết, phiêu miểu các không điều tra ra được, chỉ có thể nói phiêu miểu các vô năng, nhưng không có nghĩa là người trong thiên hạ đều vô năng, ví dụ như kẻ hèn này sẽ nguyện vì thánh tôn mà giải lo. chương 1610, Phóng Hỏa Đốt một Chỉ cần để cho ta đến phiêu miểu các, cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ giúp thánh tôn tìm ra được người bức tử Hồng Vận Pháp. Ha ha, người truyền thư cười lạnh thiệu đại nhân đùa hơi bị lớn rồi thiệu bình ba nói ta không có đùa với ngươi ta nói trong ba ngày sẽ điều tra ra nhất định sẽ làm được ta nguyện dùng cái đầu trên cổ mình để đảm bảo nếu ta làm không được ta nguyện dâng thủ cấp của mình lên người đưa thư mỉa mai đúng là nhìn không ra thiệu đại nhân lại có bản lãnh lớn đến như vậy thiệu bình ba nói có lẽ đối với người khác thì rất khó khăn nhưng đối với ta mà nói chỉ tiện tay mà làm thôi bảo ta thúc giục cuộc chiến với nước vệ đây là ý của Phiêu Miểu Các sao? Không phải, có người không muốn bị chuyện của Hồng Vận Pháp liên lụy, muốn Thế Cục Thiên Hạ bị quấy nhiễu, lại không muốn Thánh Cảnh nắm chặt chuyện Hồng Vận Pháp không buông, muốn tạo ra chuyện lớn để Thánh Cảnh phân tâm. Nếu ta đến Phiêu Miểu Các, thứ nhất có thể tra ra được người nào có liên quan đến Hồng Vận Pháp. Thứ hai, sẽ tra ra được người phía sau các người có liên quan đến ai. Đem hai chuyện này ra so sánh, người đứng đằng sau thao túng tất sẽ hiện ra. Rất khó sao? Đối với ta mà nói đây là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, nếu như người sau lưng ngươi không muốn ta đi thăm dò, ta tất nhiên sẽ không rảnh rỗi mà đi gây sự, xem như cái gì cũng không biết. Người đưa thư hoài nghi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Thiệu Bình ba nói, "Ngươi có thể nghe không hiểu, cũng có thể đang giả vờ không hiểu. Nhưng điều này không quan trọng, ngươi cũng chỉ là chân chạy việc mà thôi, cũng không cần phải hiểu quá nhiều. Ngươi chỉ cần truyền lời của ta, tất sẽ có người nghe hiểu." Không tiến, nói xong y đưa tay ra hiệu người có thể đi. Gương mặt người đưa thư hơi thay đổi, gật đầu một cái, định quay người rời đi, thiệu bình ba bỗng nhiên lên tiếng, đừng quên chuyện của ta, ta muốn biết tình huống cặn kẽ của nghiêu hữu đạo bên trong thánh cảnh. Ngoài ra, người nói cho người sau lưng của người biết, tốt nhất đừng đánh chủ ý xấu lên người ta. Ta ghét nhất là loại người qua sông đoạn cầu, người đó vẫn nên giữ uy tín thì hay hơn, nếu không, sẽ có người đem nguyên nhân cái chết của hồng vận pháp truyền đến thánh cảnh. Nói cho người đó biết, ta là một đối tượng hợp tác không tệ, ta có thể giúp người đó giải lo. Người đưa thư từ chối cho ý kiến, cũng không ở quá lâu, im lặng rời đi thật nhanh. Thiệu Tam Tỉnh vẫn còn sợ hãi, xích lại gần bên cạnh Thiệu Bình Ba, Đại Công Tử, Ngài. Thiệu Bình Ba biết ông lo lắng chuyện gì, thản nhiên nói, Lão Thiệu, ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu ta không cường thế đè lại, bọn họ sẽ nghĩ hết cách để giết ta diệt khẩu. Bọn họ đã thẩm thấu đến mức độ nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, cho nên rất khó lòng phòng bị. Thiệu Tam tỉnh nói, đại công tử đã có biện pháp hóa giải, cần chi phải nói ra như thế, nếu chẳng may chọc giận đối phương. Nói xong, ông lại lắc đầu, Thiệu Bình ba đáp, đối phương trực tiếp tìm đến ta, bảo ta thúc giục cuộc chiến với nước vệ, tất nhiên sẽ giết ta diệt khẩu, có thể thấy bọn họ căn bản không để ta vào mắt. Nói không nặng sẽ không đủ cảnh tỉnh, đối phương chắc chắn đang đứng thế đối lập với phiêu miểu các, ta ăn nói lỗ máng, không để phiêu miểu các vào mắt mới có thể làm cho đối phương nhìn ta bằng con mắt khác. Ta không sợ phiêu miểu các, đối phương mới có hứng hợp tác với ta. Trong lòng thiệu tam tỉnh còn đang lo lắng lập tức bừng tỉnh. Đem người đứng sau lưng hồng vận pháp giao uy hiếp đối phương cũng là một cách chứng minh năng lực của đại công tử, hoặc có thể nói đây chính là giá trị để lợi dụng. Nói năng lỗ mãng với phiêu miểu các, trên thực tế có thể gây sự chú ý của đối phương. Tự đề cử mình, có thể khiến cho đối phương nguyện ý hợp tác với y suy nghĩ thấu đáo thiệu tam tỉnh không khỏi phục sát đất đại công tử anh minh nhưng mà người đối lập với phiêu miểu các chẳng khác đối lập với chín thánh chúng ta có thể là đối thủ của chín thánh sao là đối tượng thích hợp để hợp tác lão nô chỉ sợ chúng ta sẽ dẫn lửa thiêu thân mình thiệu bình ba hỏi ta lựa chọn được sao thiệu tam tỉnh chắp tay đại công tử đã có biện pháp bắt được người đứng đằng sau hồng vận pháp sao không trực tiếp liên hệ với thánh cảnh hiến kế cho thánh cảnh không phải ổn thỏa hơn sao Thiệu Bình Ba hỏi, thế thì sau đó sẽ như thế sao? Thiệu Tam tỉnh nghẹn lời, thấp thỏm nói, dựa vào năng lực của Đại Công Tử, nếu cố gắng, có thể sẽ được thánh cảnh trọng dụng. Thiệu Bình Ba nói, lão Thiệu à, lão nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Ta chẳng là cái gì trong mắt chín thánh cả. Chín thánh muốn chỉnh đốn phiêu miểu các, chỉ là sau khi chỉnh đốn, phiêu miểu các vẫn là phiêu miểu các. Cho dù như lão đã mong muốn, nhưng trước mắt thì sao? lão cảm thấy những người kia có thể để cho ta liên lạc với thánh cảnh chúng ta hoàn toàn không biết thế lực đối lập với phiêu miểu các lớn bao nhiêu cũng không biết liên lạc với thế lực nào với ai thì mới cam đoan mình sẽ thắng để cuộc chiến đối với nước vệ không bị lộ bí mật chúng ta vẫn luôn bị triều đình khống chế nghiêm ngặt trước mắt chúng ta chỉ biết người đưa thư là người của phiêu miểu các ai dám cam đoan không còn những người khác nếu chẳng may đào lược cũng là người của đối phương thì sao điều này không phải là không có khả năng vì sao lại sắp xếp người đưa thư cho ta là người của Phiêu Miểu Các chứ? Lúc này, nếu ta dám vọng động, đối phương nhất định sẽ giết chết ta, thậm chí giết chết bệ hạ cũng có khả năng. Lão Thiệu, ta đã bị bọn họ để mắt đến, trước mắt, ngoại trừ hù dọa một chút, khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình, ta hoàn toàn không còn biện pháp nào khác. Chúng ta đang ở trong tình trạng đèn treo sợi tóc, lúc này, chúng ta lại càng phải bình tĩnh hơn, khi đó mới có thể khiến cho đối phương không mò ra được ngọn nguồn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ chúng ta càng thản nhiên đối phương lại càng không dám đánh cược huống chi đối phương đang cần chiến sự lần này nếu ta chết thế cục bên phía nước vệ rất có thể sẽ xảy ra sai lầm đối phương sẽ hoàn toàn phí công nhọc sức thiệu tam tỉnh dầu dĩ nói nếu thật sự hợp tác với bọn họ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào thiệu bình ba nói mạng cũng sẽ bị mất nói gì đến tương lai trước giữ được tính mạng đứng vững gót chân chuyện về sau hãy nói Đợi đến khi chiến sự thành công, chờ ta có không gian hoạt động sẽ bàn bạc kỹ hơn. Tề Kinh, Nhan Bảo như giống như biến thành người khác, trở thành bà chủ gia đình, đang giặt một đống quần áo bên cạnh giếng. Đường Đường cao thủ đứng thứ hai đan bảng lại làm mấy việc vặt như vậy. Nếu để cho người trong giới tu hành nhìn thấy, sợ là sẽ ngoác mồm vì kinh ngạc. Nhưng cách giặt đồ của Nhan Bảo như lại vô cùng thành thạo. Nàng ở đây, được đệ tử quỷ y che chở, cách xa những ân ân oán oán, nội tâm yên tĩnh vô cùng. Nàng cũng biết cơ hội này rất khó có được, phần lớn người ngay cả cửa đệ tử quỷ y cũng không vào được, chứ đừng nói chi trở thành tùy tùng của đệ tử quỷ y. Trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, nếu có thể, nàng nguyện ý sống như vậy đến hết một đời. Giặt xong, nàng mang một thao quần áo ra hậu viện để phơi. Từng bộ quần áo được tung ra vắt lên dây phơi nắng. Sau khi phơi quần áo xong, nàng lại thu lấy quần áo đã khô từ trước, ôm đến gian phòng ba chủ tớ, phân riêng từng bộ, xếp lại thành từng chồng. Làm xong, nàng lại đến trạch viện được sử dụng làm y đường. sốt tấm màn vài bước vào, nàng phát hiện đệ tử quỷ y là Vô Tâm đang cầm con dao dính máu, Quách Mạn đứng bên cạnh phối hợp khẽ gật đầu với nàng. Thấy cả hai đang bận, Nhan Bảo như bước sang một bên, lẳng lặng nhìn Vô Tâm đang mở lồng ngực trên người một người đàn ông đang nằm im, rạch một vết thật dài trên da, không giống như đang chữa bệnh, ngược lại giống tạo hình vết thương thì đúng hơn. Chương 1611, phóng hỏa đốt 2. Gương mặt người đàn ông đang nằm được vải trắng quấn kỹ, chỉ còn chưa mắt, mũi, miệng mà thôi. Một lát sau, vô tâm cất con dao, bắt đầu đổ thuốc bột lên vết thương đang chảy máu trên ngực, về sau lại dùng vải trắng băng lại. Làm xong, vô tâm kiểm tra triệu chứng của người bệnh, xác nhận đối phương không có vấn đề gì, mới đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quay người rời đi. Những việc còn lại, tất nhiên có quách mạn và nhan bảo như thu dọn. Hai người đem chai lọ và đồ dính máu ra ngoài để rửa. Tẩy rửa những món đồ trị liệu mà vô tâm sử dụng khác với việc tẩy rửa của người bình thường, tất cả đều phải dùng thuốc bột đặc chế để ngâm. Khi hai cô gái đang tẩy rửa, nhan bảo như nhịn không được hỏi, dùng dao chỉnh sửa gương mặt của một người, thật sự có thể biến một người trở nên giống người khác như đúc sao. Quách mạn nói ta cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, trước kia chỉ nghe tiên sinh đề cập qua, nói là có thể làm được. Nhan bảo như nói, cho dù có thể biến thành nghiêu hữu đạo, nhưng nghiêu hữu đạo đang ở bên trong thánh cảnh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một nghiêu hữu đạo giả, cho dù giống cũng sẽ bị nhìn ra. Quách mạn nói, chẳng quan tâm, là người ta chủ động yêu cầu, xảy ra chuyện cũng là việc của người ta, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhan bảo như nói, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao tiên sinh lại đồng ý làm chuyện này. Quách mạn nói, ta cũng không biết, khi gặp người đó, người đó đang bị nghiêu hữu đạo truy sát, nói người một nhà đều chết trong tay nghiêu hữu đạo, có lẽ tiên sinh nhất thời động lòng chắc ẩn, cho nên mới cứu y. Nhan bảo như nói, đã xác định thân phận đối phương chưa? Không có vấn đề gì sao? Quách mạn nói, có thể có vấn đề gì chứ? Bước ra khỏi cánh cửa này, y muốn trả thù nghiêu hữu đạo là chuyện của y, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Vấn đề là tiên sinh muốn làm như vậy, người có khuyên cũng có tác dụng gì không? Nhan bảo như nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nàng đích thật là đã khuyên qua nhưng vô dụng. Nàng thở dài một tiếng, ta chỉ không muốn tiên sinh bị cuốn vào những ân oán không hay ta và Nghiêu Hữu Đạo đã từng giao thủ, người đó rất đáng sợ. Trêu phải hắn còn không biết sẽ chọc ra cái gì, cũng may Nghiêu Hữu Đạo đang ở thánh cảnh không ra được, mà ta cũng mong hắn đừng có ra. Quách Mạn ngừng rửa đồ, ánh mắt lấp lóe, bảo Nhan tỷ, hình như tỷ rất sợ Nghiêu Hữu Đạo. Trong đầu Nhan Bảo như hiện lên hình ảnh bị một người nắm chặt tóc nhấn vào tổ kiến. Cảm giác đó khiến nàng cả đời không quên được, nàng mím môi nói, chẳng qua ta chỉ cảm thấy tiên sinh không cần thiết phải trêu chọc hắn. Quách mạn hiếu kỳ hỏi, bảo nhan tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn tìm như hữu đạo báo thù sao? Nhan bảo như cười khổ, thế lực của hắn khổng lồ, giao thiệp rộng lớn, bây giờ còn là trưởng lão tử kim động, cao thủ bên cạnh nhiều như mây. Ta ngay cả việc muốn đến gần hắn cũng khó, chỉ cần một câu của hắn đã làm cho ta như chó nhà có tang, thù này làm sao mà báo? Ta lấy cái gì để báo? Nếu không phải tiên sinh nhận ta, nếu không phải hắn kiêng kỵ lực ảnh hưởng của quỷ y, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho ta chỉ cần hắn có thể quên ta, việc trước kia xem như ta cũng mắt nhắm mắt mở. Cái gì có thể cho qua thì cho qua, ta không muốn trêu chọc hắn nữa. Bảo Nhan tỷ có thể nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Quách Mạn gật đầu đồng ý, nhưng cũng tặc lưỡi, nói đến Ngưu Hữu Đạo, nhớ năm đó khi ta nghe nói đến hắn, hắn chỉ là một tiểu nhân vật bị nhốt ở một chỗ, không nghĩ đến chỉ qua mấy năm, hắn đã phát triển được thế lực to lớn như vậy. Người này cũng thật lợi hại, khi nói, ánh mắt của nàng hơi lóe lên, hoang trạch tử địa, một con hôi xí điêu trốn vào trong một ngọn núi. Nghiêu hữu đạo lách mình nhảy xuống, mắt nhìn chung quanh. Trong bụi có tiếng sột soạt, một con hắc hồ chui ra hóa thành hình người, chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Đều là người quen cũ, cũng không khách sáo. Hắc Vân lại gần hỏi, người hẹn gặp ta có chuyện gì? Nghiêu hữu đạo nói, ta muốn gặp Ngao Phong, bây giờ cũng nên gặp mặt gã để nói chuyện rồi. Hắc Vân ngạc nhiên hỏi, người muốn gặp thì cứ gặp tìm ta làm gì? Không phải ngươi muốn ta đi cùng ngươi gặp Ngao Phong chứ? Như Hữu Đạo nói, không phải, gã đang trốn trong vườn vô lượng, bây giờ chưa phải là lúc đến vườn vô lượng. Cho dù có vào, gặp mặt gã trong vườn vô lượng sẽ khiến người ta dễ dàng hoài nghi. Vườn vô lượng không phải là nơi để nói chuyện, cho nên ta muốn nhờ hồ tộc hỗ trợ giúp ta gọi gã ra một lần. Hắc Vân nói, này Như Hữu Đạo, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cũng biết gã đang ở bên trong vườn vô lượng ta hoàn toàn không liên lạc được với gã ngay cả mặt cũng không thấy cũng chẳng có cách nào liên lạc ta làm sao mời gã ra gặp ngươi chứ chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng trước cửa vườn vô lượng lớn tiếng hò hét hay sao như hữu đạo nói người là sống ngẫm lại sẽ luôn có biện pháp hắc vân nói biện pháp biện pháp gì việc này ta thật sự không có cách nào như hữu đạo nói nếu không có cách nào trực tiếp mời người ra vậy thì mời gián tiếp hắc vân nói ngươi có thể nói rõ hơn phải làm như thế nào không Nghiêu hữu đạo nói, phóng hỏa đốt, ta chú ý địa hình ở đó cây rừng rậm rạp, người cứ sắp xếp người ẩn núp xung quanh vườn vô lượng. sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì đồng thời nhóm lửa. Chỉ cần thế lửa hung mãnh, nhất định có thể đốt vườn vô lượng đang tàng hình phải hiện ra ngoài. Cho dù đốt không ra, lửa bên ngoài lớn như thế, người bên trong vườn làm sao có thể không ra cứu hỏa chứ? Ngao Phong rất có thể sẽ ra ngoài tham gia cứu hỏa. Đốt vườn vô lượng, hắc phân giật mình, như hữu đạo, người bị chứng hoang tưởng à. Ngưu Hữu Đạo nói, vậy ngươi còn có biện pháp nào khác hay sao? Hắc Vân nói, vườn vô lượng chính là nơi mà chín cầu tặc hận không thể tự mình chấn giữ. Ngươi dám dùng lửa đốt, động tĩnh nhất định không nhỏ. Ngươi không sợ đốt rồi sẽ xảy ra chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo nói, còn có thể xảy ra phiền phức gì chứ? Bây giờ chín cầu tặc đang bận ra tăng chỉnh đốn phiêu miểu các, ngay cả ta cũng cảm nhận được nội bộ phiêu miểu các đang có người ngo ngu muốn kháng cự. Lúc này chính là lúc thích hợp để phóng hỏa chiến thánh nhất định hoài nghi là người của phiêu miểu các làm. Tóm lại hoài nghi ai cũng không hoài nghi đến đầu của ta. Đây nhất định là lúc để thừa cơ làm loạn, trắng trợn phóng hỏa. Cho dù phát hiện là hồ tộc làm, ai có thể hoài nghi ta chứ? Hắc Vân nói, lửa thì đốt được rồi, nhưng người xác định người của ta có thể thoát thân sao? Như hữu Đạo nói, cho nên, người cần phải chuẩn bị cho kỹ những vật dễ cháy, thế lửa phải mãnh liệt, càng lớn càng tốt. Chỉ cần thế lửa đủ lớn, người trong vườn vô lượng mới ra nhiều, càng có khả năng dẫn ngao phong ra ngoài, thủ vệ mới lo lắng đến sự an toàn của vườn vô lượng. Một khi vườn vô lượng xảy ra chuyện, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Bọn họ tất nhiên phải nhanh chóng dập lửa, chủ yếu là cam đoan vườn vô lượng phải an toàn. Như vậy, những cái khác đều không quan trọng, thủ vệ vườn vô lượng phải lo bảo vệ cái khác, như vậy người của ngươi mới có thể thuận lợi rút lui. Tộc trưởng, lửa nhất định phải đủ lớn, nếu lửa quá nhỏ, lúc nào cũng có thể dập tắt được thủ vệ sẽ nhanh chóng điều tra xung quanh. Lửa nhỏ, người của ngươi sẽ nguy hiểm. Lửa lớn, người của ngươi mới an toàn, mới có đủ thời gian để thoát thân, hiểu chưa? Hắc Vân im lặng suy nghĩ, cuối cùng khẽ gật đầu, lần này đến vườn vô lượng đường xá xa xôi, lại còn phải chuẩn bị, cho nên ta cần thời gian mấy ngày. Như Hữu Đạo nói, cứ giữ liên lạc, một khi chuẩn bị xong, ta sẽ đích thân qua đó. Hắc Vân nói, nói nhảm, người gặp mặt ngao phong, không tự mình đi, chẳng lẽ còn muốn ta gặp gã hay sao? chương 1612, Vũ Phi, khi gần đến thành Vấn Thiên, Như Hữu Đạo chú ý có một hòn đá trên một tảng đá lớn, lập tức khống chế hôi xí điêu hạ xuống. Đây là phương thức liên lạc giữa hắn và Toa Như Lai. Trên tảng đá không có hòn đá thì nói rõ không có việc gì. Một khi trên tảng đá có hòn đá thì là có tin tức. Khúc Linh Côn phụ trách truyền tin tức cho hai bên, Nghiêu Hữu Đạo cảm thấy không thể dùng được nữa. Bởi vì Khúc Linh Côn cứ ở bên cạnh của hắn, thời gian dài dễ khiến người ta phát hiện. Cho nên, nếu không phải tin tức gấp cần phải truyền ngay, hắn sẽ không sử dụng khúc linh côn. Quan sát xung quanh, Nhiều Hữu Đạo rời tảng đá xuống, thò tay vào trong khe hở mò mẫm tìm kiếm bên trong, sau đó lấy ra một cục đá nhỏ, bên trong là một tờ mật tín. Mở ra xem, là toa như lai hẹn gặp mặt hắn. Hai ngày sau, Nhiều Hữu Đạo thừa dịp buổi tối đến chỗ gặp mặt toa như lai lần đầu tiên trong hẻm núi. Nhiều Hữu Đạo vừa đến, toa như lai đã đến trước lập tức lộ diện khi hai người gặp mặt đều rất cảnh giác quan sát xung quanh ngư hữu đạo hỏi tiên sinh hẹn ta có chuyện gì không toa như lai nói chuyện ngươi nói trong thư lần trước ta cảm thấy không nên dùng thư truyền đến chuyển đi vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hay hơn vì chuyện đó sao ngư hữu đạo hỏi tiếp thế chuyện mà ta nhờ đã có kết quả toa như lai nói ta tìm được một người cho ngươi nhưng chưa hẳn đã phù hợp với yêu cầu của ngươi người này cũng được xem là có hiểu biết về tình huống của thánh địa thiên ma nhưng nếu phải nắm giữ tình huống của ô thường thì khả năng không cao. Gã cũng có chút thân phận ở thánh địa thiên ma, nhưng chỉ giới hạn bên ngoài, không cách nào tiếp xúc được hạch tâm chân chính bên trong. Trên thực tế, trong thánh địa thiên ma cũng không có mấy ai có thể nắm giữ được động tính của ô thường. Người ta cũng đã hẹn ra, đang chờ cách đây mấy chục dặm. Người muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi. Như hữu đạo nói, là ai? Toa như lai đáp, đồ tôn của trưởng lão trúc tín thánh địa thiên ma, tên Vũ Phi nghiêu hữu đạo hỏi lại ngài xác định có thể khống chế sao toa như lai nói điểm này thì ngươi yên tâm khi ta còn chấp trưởng phiêu miếu các ta đã nắm giữ được một điểm trí mạng của gã ta đã giúp gã áp chế cho nên gã đã sớm nằm trong sự khống chế của ta chính là để dành sử dụng cho bất cứ tình huống nào trước kia gã không phát huy được tác dụng của mình vì thế từ đó đến giờ ta chưa hề dùng đến nếu ngươi muốn dùng ta bắt đầu dùng ngay còn nếu không cần coi như xong nhưng ta cảnh cáo trước thánh địa thiên ma có cách để đề phòng cho bản thân mình tìm người của thánh địa thiên ma không dễ vũ phi đã là cực hạn của ta người phù hợp hoàn toàn với điều kiện của ngươi ta thật sự không có cách nào thỏa mãn ngươi được ngưu hữu đạo suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định ta phải hỏi tình huống của người đó rồi mới quyết định toa như lai đầu đội bồng đen vung tay lên ném một cái đấu bồng đen khác cho hắn đội vào đi ngưu hữu đạo sướng sờ hắn thấy toa như lai đeo một chiếc mặt nạ lên mặt không khỏi hỏi người không phải đã bị ngươi khống chế rồi sao toa như lai nói người đã bị ta khống chế nhưng gã hoàn toàn không biết là ta vì gã mà bại lộ thân phận của mình thì không đáng ngươi cũng không muốn để mặt thật đi gặp gã chứ nói có lý Như hữu đạo lập tức đội đấu bồng đen đeo một chiếc mặt nạ lên mặt mình tiên sinh đúng là chuẩn bị đầy đủ ổn thỏa thì tốt hơn đi theo ta toa như lai nói hai người một trước một sau rời đi hai người bay đến một sơn cốc cách đó mấy chục dặm khi đến nơi, toa như lai đưa tay búng ba tiếng, hẳn là tín hiệu gặp mặt. Như hữu đạo thì quan sát xung quanh, tại một góc tối cách đó không xa, một người đàn ông dâu quai nón chui ra ngoài, lách mình đến trước mặt hai người, hoài nghi nhìn hai người ăn mặc giống nhau như đúc trước mặt, chậm rãi chắp tay hỏi không biết hai vị tiên sinh triệu kiến có chuyện gì cần làm. Toa như lai giả giọng khàn khàn, vũ phi, lần này tìm ngươi là có chút việc. Ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Nếu có bất kỳ dấu giếm nào, người phải tự gánh lấy hậu quả vũ phi thở dài thật sâu bị uy hiếp như vậy hiển nhiên là không thoải mái rồi hỏi đi chuyện gì toa như lai nhìn nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu giả giọng nói người có biết chuyện ô thường luyện chế nha tương không nghe xong toa như lai liếc mắt nhìn nghiêu hữu đạo ánh mắt không khỏi hoài nghi vũ phi ngạc nhiên đáp nha tương ta thật sự không biết sau đó vội khoát tay giải thích một câu ta thật sự không có dấu diếm chuyện thánh tôn thi triển bí pháp ta làm sao biết được. Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Như hữu đạo nói, ô thường có hay giết người ở Thánh Địa Thiên Ma không? Phú Phi do dự nói, chỉ cần tuân theo quy củ, Thánh Địa Thiên Ma làm sao có thể thường xuyên giết người được chứ, chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Như hữu đạo hỏi tiếp, người có tận mắt nhìn thấy ông ta giết người ở Thánh Địa Thiên Ma không? Phú Phi đáp, trước kia ta có thấy một lần, có người chọc giận Thánh Tôn, Thánh Tôn đánh chết người đó ngay trước mặt mọi người. Nhưng Thánh Tôn rất ít khi ra tay, ta chỉ thấy có một lần duy nhất ở thánh địa thiên ma mà thôi. Nghiêu hữu đạo hỏi, người chỉ thấy một lần, vì sao lại nói thỉnh thoảng sẽ có. Vũ Phi nói, có một số ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta nghe người khác nói. Nghiêu hữu đạo hỏi, sau khi giết xong, thánh địa thiên ma sẽ xử lý thi thể như thế nào? Vũ Phi đáp, bên ngoài thánh địa có một bãi tham ma, người chết đều được chôn cất ở đó. Nghiêu hữu đạo hỏi, người mà ô thường tự tay giết cũng được chôn ở đó sao? Ánh mắt Phú Phi lấp lóe, không biết đối phương hỏi cái này là có ý gì chắc là vậy nghiêu hữu đạo hỏi tiếp suốt cuộc là có hay không ta muốn một câu trả lời chính xác vũ phi nói cái này ta không thể cam đoan nhưng ta nhìn thấy thi thể được khiêng từ thánh điện đến bãi tha ma tin tức này khiến nghiêu hữu đạo mừng thầm tiếp tục hỏi nếu bảo ngươi trộm thi hài từ bãi tha ma ra có vấn đề gì hay không vũ phi kinh ngạc hỏi ngươi muốn thi thể từ bãi tha ma nghiêu hữu đạo nói ngươi chỉ cần trả lời ngươi đi được hay không Phú Phi đáp, thi thể được chôn ở bãi tha ma chỉ còn mỗi xương cốt, chỗ đó lại thê lương tĩnh mịch, bình thường hẳn không có ai quan tâm, cũng sẽ không ai quản mấy cỗ thi hài, cũng không thành vấn đề. Trong lòng gã thầm nhủ, nếu tìm gã chỉ vì việc này, vậy thì không có gì nguy hiểm. Nghiêu Hữu đạo hỏi, người có quen với người được chôn ở bãi tha ma không? Phú Phi nói, ta đến thánh địa cũng chỉ 30 năm. Số lượng người chết trong vòng 30 năm qua thì ta còn có ấn tượng, nhưng trước 30 năm, ta khẳng định không biết. 30 năm, dựa theo tình huống triệu hùng ca cung cấp, cũng không xa như vậy. Như hữu đạo hỏi, nếu ta đưa ra mấy người, người có thể tìm được thi hài chính xác của họ ở bãi tha ma không? Cái này, Vũ Phi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cũng không phải ta chôn ta làm sao biết chính xác là thi hài nào của ai? Nhưng nếu tiên sinh muốn biết, việc này cũng không quá khó khăn. Ta có thể đi hỏi người chôn xác. Như hữu đạo nói, người đi nghe ngóng chuyện này không sợ sẽ bị người khác hoài nghi sao? Vũ Phi đáp: Vấn đề không lớn, bình thường người đi chôn xác đều là tầng dưới chót của thánh địa, chẳng có thân phận gì. Tìm một cơ hội, xem như vô tình dừng lại ăn uống với bọn họ, trong quá trình nói chuyện phiếm thì tìm hiểu một chút. Chỉ cần người chết có danh tính cụ thể, bọn họ nhiều ít cũng sẽ có ấn tượng. Nếu có kết quả, sau khi công việc thành công, ta cũng có thể lấy cớ bị chọc giận mà giết người diệt khẩu. Những người này không biết bí mật gì, lại không có thân phận địa vị, đã giết thì giết. Dựa vào bối cảnh của ta chỉ cần không có ai quá chú ý, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. chương 1613, Hỏa Thiêu Vườn Vô Lượng Tốt, như hữu đạo tán thưởng, một bên, toa như lai cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu nghe qua, ông hơi hoài nghi như hữu đạo đang đánh chú ý lên vườn vô lượng. Nhưng càng nghe, ông lại càng cảm thấy mơ hồ, trộm thi thể để làm gì. Thấy như hữu đạo gật đầu ra hiệu, toa như lai mới nói với Vũ Phi, được rồi, người về trước đi vũ phi ngạc nhiên hỏi không cho ta biết tính danh cụ thể của người chết ta làm sao mà đi nghe ngóng nghiêu hữu đạo nói ngươi không nên suy nghĩ nhiều có việc ta sẽ liên lạc lại toa như lai thúc giục một tiếng đi thôi vũ phi mang theo sự hoài nghi nhanh chóng lách mình rời đi sau khi người đã đi toa như lai thấp giọng hỏi tại sao ngươi đột nhiên lại có hứng thú với thi thể trong bãi tha ma của thánh địa thiên ma vậy nghiêu hữu đạo nói ai lại đi hứng thú với thi thể chứ được người nhờ vả mà thôi Toa như Lai nói, là ai muốn ngươi tìm thi thể chứ? Lúc trước ngươi nhắc đến nhà tương, không phải ngươi đang đánh chủ ý đến vườn vô lượng chứ? Nghiêu Hữu đạo nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Phòng thủ của vườn vô lượng giống như tường đồng vách sắt, muốn đánh chủ ý cũng vô dụng. Ta chịu sự ủy thác của ma giáo tìm mấy người. Ma giáo hoài nghi những người kia bị ô thường luyện chế thành nha tương. Chỉ cần tìm được thi thể thì có thể xác nhận. Toa như lai ừm một tiếng, vậy vì sao ngươi không nói danh tính của người chết cho Vũ Phi biết? không có mục tiêu, Vũ Phi biết tìm thế nào. Ông ta nói như vậy, hiển nhiên là có hoài nghi. Như hữu đạo đáp trả, tên Vũ Phi này có thể tin được không? Ngài xác định ngài có thể khống chế được gã. Ta còn phải xem tình huống. Nếu không, ma giáo sẽ rước lấy phiền phức. Toa như lai nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Vũ Phi có gian díu với người đàn bà của sư gia Trúc Tín. Năm đó, người đàn bà của Trúc Tín ra ngoài du ngoạn, Vũ Phi là một trong những thành viên tùy tùng đi cùng. Khi ta phái người bí mật giám sát, trong lúc vô tình phát hiện gian tình của đôi cầu nam nữ này nghiêu hữu đạo kinh ngạc nói lá gan của tên vũ phi này không nhỏ nhỉ toa như lai khoát tay vũ phi biết người đàn bà của trúc tín trước đó rồi hai người đã sớm có quan hệ về sau trúc tín coi trọng người đàn bà đó vũ phi và ả đành xem như không quen không biết phải lén lút với nhau thật ra vũ phi rất sợ không muốn tiếp tục qua lại với người đàn bà đó nữa nhưng ả ta không chịu có cơ hội là quấn lấy vũ phi lần ra ngoài thánh cảnh ả à ta đã đích thân chọn vũ phi đi cùng. Như Hữu đạo nói cứ như vậy khống chế người đàn bà kia chẳng khác nào khống chế người bên cạnh trúc tín, không phải còn có lợi hơn so với việc khống chế vũ phi sao? Toa Như Lai nói loại đàn bà đó không thể nói lý được. Đối với loại đàn bà không có lý trí, đổi lại là ngươi, ngươi dám khống chế ả à ta không? Như Hữu đạo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ngẫm lại cũng đúng, đã đi theo trúc tín còn dám dây dưa người yêu cũ, đây chỉnh là không sợ tìm đường chết còn có máu điên trong người. Đặt cược cho loại người này đúng là hơi nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, nhiều hữu đạo mới lo lắng, cứ theo đàn này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vũ Phi sẽ bị người đàn bà đó liên lụy, toa như lai chỉ chiếc mặt nạ ra người trên mặt mình, cho nên, ta mới không dám để cho Vũ Phi nhìn thấy dung mạo của ta và ngươi, cũng không để cho gã biết thân phận thật sự của chúng ta. Trước giờ ta vẫn không sử dụng Vũ Phi chính là nguyên nhân này. Muốn để Vũ Phi phát huy được tác dụng nhất định, trước tiên chúng ta phải xử lý ả đàn bà đó. Người đột nhiên cần người, mà ả đàn bà đó lại đang ở thánh địa thiên ma, ta nhất thời không tiện ra tay, cũng không có biện pháp nào khác, đành mạo hiểm gọi Vũ Phi đến. Ta còn tưởng rằng vấn đề của ngươi rất lớn, hóa ra chỉ là tìm mấy thi thể. Ông ta cảm thấy việc mình chạy đến đây có chút nói nhỏ thành to. Nhưng đối với Nghiêu Hữu Đạo thì không phải như vậy, tuy chỉ chạm mặt nói chuyện vài câu với Vũ Phi, nhưng từ trong cuộc nói chuyện đó, hắn đã thu hoạch được rất nhiều tin tức nói chuyện với vũ phi ít nhất hắn có thể khóa chặt được phạm vi anh linh dùng để luyện chế nha tương mặc dù không dám xác định chắc chắn nhưng suy đoán của hắn cũng có khả năng rất cao trước đó hắn vẫn luôn lo lắng phạm vi trải rộng của anh linh nha tương quá lớn thậm chí còn nằm bên ngoài thánh cảnh nếu thật sự như vậy phạm vi này không khỏi quá rộng rồi bây giờ xem ra khả năng đến từ bên ngoài rất thấp hắn có được suy đoán này tất nhiên là có nguyên nhân bí pháp thu thập anh linh không phải ai cũng biết nếu mang người ngoài vào thánh cảnh rất dễ khiến người ta chú ý, phải qua hết cửa này đến cửa nọ. Chín thánh cũng rất ít khi rời khỏi thánh cảnh, cửa ra vào cùng một chỗ, nếu chín thánh cứ qua lại thường xuyên, động tính sẽ rất lớn. Chiếu theo lời của Triệu Hùng ca, Ô thường không cách nào khống chế được số lượng lớn nha tướng, chỉ có thể khống chế được một số. Nói cách khác, không cần thiết phải ra ngoài để gom đủ số anh linh. Như vậy, khả năng anh linh nha tướng đến từ thánh cảnh sẽ cao hơn. Phạm vi bên trong thánh cảnh cũng không nhỏ, người của chín nhà cũng không ít, nhưng Triệu Hùng ca cũng có nói, nhà tương khi hiện hình sẽ là diện mạo của anh Linh khi còn sống. Như vậy, hắn có thể loại bỏ tám nhà kia, có lẽ có khả năng nhà tương trong tay ô thường sẽ đến từ nơi khác. Nhưng ít ra trong vườn vô lượng sẽ không có anh linh nha tương của tám nhà kia. Người của chín nhà liên thủ thủ vệ vườn vô lượng, nếu lấy người của tám nhà kia luyện chế nha tương, mà tám nhà đó cũng chẳng phải kẻ mù. Khi hiện hình bị tám nhà thấy được, chẳng khác nào chứng cứ chứng minh ta giết người của ngươi. Khi đó, xảy ra chuyện cũng không phải là không thể. Có lẽ hắn sẽ phán đoán sai, nhưng hắn có thể khóa chặt mục tiêu anh Linh Nha Tương trong vườn vô lượng rất có khả năng đến từ Thánh Địa Thiên Ma. Có một số vấn đề khiến người ta cảm thấy lộn xộn không có đầu mối, nhưng nếu có ai nhắc đến, chỉ cần một ít manh mối là đủ rồi. Đối với Nhiều Hữu Đạo mà nói, gặp Phú Phi lần này, hắn đã có được bước sơ bộ cho mình. Kế tiếp chính là xác nhận, lửa lửa rất lớn, một trận cháy lớn đột một tạo thành một vòng lửa bên trong sơn hải minh mông, nhanh chóng lan tràn. Chất dẫn là vật dễ cháy, cộng thêm gió thổi, thế lửa nhanh chóng mở rộng, ánh lửa dần dần trùng thiên. Dưới nhiệt độ rất lớn, không gian bên trong thế lửa dường như đang vặn vẹo. Một vết nứt màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện, sau đó biến thành một cái bát trong suốt, rồi là cả một không gian kèm thêm một mảnh đất, biến đám cháy hình tròn thành một trạng thái bất quy tắc. Có thể nhìn thấy rõ núi sông, đình đài lầu các bên trong cái bát trong suốt đó, còn có không ít người đang bay lượn. Dị tượng đột nhiên xuất hiện trong lửa giống như ảo ảnh. Mặt cái bát trong suốt đột nhiên xuất hiện một vết rách, không ít tu sĩ bay ra, tản ra xung quanh, nhanh chóng lao đến biển lửa, thi pháp dập tắt. Tốc độ dập tắt lửa của tu sĩ rất cao, như hữu đạo đang trốn trên một tán cây trên đỉnh núi nhìn ra xa, Hắc Vân đi cùng đột nhiên đưa tay về một hướng, nhắc nhở ra thật rồi, ở bên kia kìa. Như hữu đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một cột khói không đáng chú ý. Hắn trầm giọng nói, còn lại để ta xử lý, các người mau chạy đi. Hắc Vân không nói hai lời, trực tiếp lách mình rời đi. Nghiêu Hữu đạo cũng từ tán cây nhảy xuống, nhanh chóng bay lượn trong khu rừng, hướng đến cột khói kia. Trong biển lửa, Ngao Phong điên cuồng thi pháp, trường lực quét chúng chỗ nào, ngọn lửa đang cháy đột nhiên bị đè xuống. Gã phất tay cuốn lấy dòng nước của con suối bên cạnh để dập tắt nốt ngọn lửa một người mặc trang phục phiêu miếu các rơi xuống bên cạnh, thì pháp dập lửa. chương 1614, đồng bọn của ta đến từ hoang trạch tử địa một Ngao Phong cứ tưởng là người từ bên trong vườn vô lượng tham gia dập lửa, mải lo với công việc, cũng không quá chú ý người bên cạnh. Đợi cho đối phương xích lại gần mình, gã mới phát hiện gương mặt đối phương rất lạ, hình như là đeo mặt nạ, lập tức cảnh giác ngươi là ai. Người đến nói, Ngao Phong, là ta. Ngươi là, Ngao Phong do dự, cảm thấy giọng nói của người này hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. là ta, nhưu hữu đạo, người đến tự báo danh. là ngươi, ngao phong kinh hải. giọng nói của đối phương hoàn toàn ăn khớp với giọng nói của nhưu hữu đạo trong ấn tượng của gã. gã hoài nghi hỏi, người đến đây làm gì? gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại gặp nhưu hữu đạo ở đây. trong khi nói chuyện, gã nhanh chóng nhìn xung quanh, gã mặc kệ nhưu hữu đạo có phải vô tình đi ngang qua đây hay không tóm lại gã không hy vọng có người nhìn thấy gã đang ở cùng Ngưu Hữu Đạo. Theo ta, nhanh, Ngưu Hữu Đạo nói, Ngao Phong hoàn toàn không có ý định đi cùng với Ngưu Hữu Đạo, ta còn phải dập lửa. Nói xong, gã lại càng ra sức dập lửa hơn, Ngưu Hữu Đạo thúc giục, lửa lớn như vậy, thành viên còn phải phân tán xung quanh để dập lửa, có bớt đi một người cũng không ai chú ý đâu. Ngao Phong nói, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Thấy gã không nể mặt mình, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, ngươi tận tụy như vậy, như mỗ bội phục. Được, chỉ cần ngươi không sợ người khác phát hiện ngươi đi cùng với ta, vậy thì Ngưu Mỗ sẽ ở lại giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn kéo mặt nạ trên mặt xuống, đồng thời thi pháp dập lửa. Bên dưới lớp mặt nạ quả thật là gương mặt của Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn muốn ở lại, Ngao Phong ngừng tay, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, ngươi đi theo ta, đi một lát thôi rồi quay về, sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Bọn họ đối mặt, Ngao Phong chợt nhìn chung quanh, cắn răng nói, đi hai người nhanh chóng rời khỏi đám cháy, mượn địa hình cây cối chập trùng để che giấu. Sau khi rời khỏi khu vực đám cháy, Nghiêu Hữu Đạo dẫn Ngao Phong đến một chỗ ẩn núp đã chuẩn bị trước đó. Sau khi hai người trốn vào chỗ sâu trong khe núi, Ngao Phong đột nhiên kéo vạt áo của Nghiêu Hữu Đạo, giận dữ hỏi, người định làm gì vậy? Nghiêu Hữu Đạo cầm lấy cổ tay của gã, dùng sức gạt ra, tiên sinh không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Người đã thử qua ở hoang trạch tử địa, nhưng người không giết được. Ngươi không muốn động tĩnh đánh nhau sẽ dẫn người đến đây chứ? Hai người đã phân cao thấp, đều vận dụng pháp lực. Ngao Phong kinh ngạc phát hiện pháp lực của mình không làm khó được đối phương. Ngao Phong vung tay lên, khất tay đối phương ra ngoài, giữ tợn nói: "Ta hỏi ngươi muốn làm gì?" Như Hữu Đạo nói: "Tất nhiên là muốn gặp tiên sinh rồi." Ngao Phong hỏi: "Có cái gì cần gặp chứ? Nói đến đây, gã khẽ giật mình, nào có chuyện trùng hợp như vậy?" Gã hoảng hốt hỏi: "Đám cháy bên ngoài vườn vô lượng có liên quan đến ngươi?" nghiêu hữu đạo gật đầu là ta đốt đấy không đốt làm sao có thể dẫn tiên sinh ra ngoài gặp mặt hỏa thiêu vườn vô lượng hỏa thiêu vườn vô lượng là vì gã ngao phong giận sôi nghiêu hữu đạo người điên rồi phải không người có biết đây là chỗ nào không Xuyệt, nghiêu hữu đạo dựng thẳng ngón trỏ trên môi ra hiệu nhỏ giọng chút ngao tiên sinh đừng gấp ta đến cũng chỉ vì muốn tốt cho tiên sinh tốt cho ta ngao phong lập tức cười lệnh nghiêu hữu đạo ta bị ngươi hại thảm ta không nuốt nổi ý tốt của ngươi đâu, miễn đi. Điều này đúng là không phải nói xuông. Sau khi làm chứng cho Ngưu Hữu Đạo, ý định rời khỏi vườn vô lượng của gã bị sụp đổ, còn bị sư phụ mắng xối máu đầu. Đời này sợ rằng sẽ phải chết già trong vườn vô lượng. Quan trọng hơn, gã đã chứng minh phiêu miếu các không tuân thủ quy củ của chín thánh. Đắc tội với phiêu miếu các thật sự thảm rồi, thời gian về sau cũng sẽ không dễ chịu. Cho dù rời khỏi vườn vô lượng, gã cũng sống không tốt lành gì nhưng lúc đó cũng không còn cách nào gã vì giữ tính mạng của mình mà có chút bất đắc dĩ phải làm như vậy như hữu đạo khoát tay ta hiểu tâm trạng của tiên sinh nhưng bây giờ thời gian có hạn không phải là lúc để nói nhảm chúng ta nói ngắn gọn thôi chẳng có gì cần nói cả ngao phong vung tay từ chối đồng thời chỉ vào mũi như hữu đạo ngừng lại hết đi ngươi đừng hòng đem thêm cái gì ra để áp chế ta ta cảnh cáo ngươi sự việc vỡ lở cùng lắm thì tất cả cùng chết ngươi cũng đừng hòng tốt hơn cút cho ta, dứt lời, gã định quay đầu bước đi. Ngưu Hữu đạo lạnh nhạt nói, Ngao Phong, ta đã cách cái chết không xa, người muốn chết cùng ta sao? Ngao Phong vừa mới cất bước đã dừng lại, quay đầu lại thật mạnh nhìn Ngưu Hữu đạo. Gã thấy gương mặt của Ngưu hiểu đạo vẫn bình tĩnh ung dung, nào giống như người sắp chết, liền trầm giọng nói, người đừng có giả bộ với ta. Ngưu Hữu đạo nói, Ngao tiên sinh, ta không có đùa với ngươi. Cái gì mà đốc cha phiêu miếu các chó má, chúng ta chẳng qua chỉ là món đồ cho chín thánh lợi dụng mà thôi. Ta có bán mạng cho chín thánh cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Một khi chỉnh đốn hoàn tất, lợi dụng xong, khi phiêu miếu các nhặt lại uy nghi chấp trưởng thiên hạ vì chín thánh, những người đã từng làm mưa làm gió trên đầu phiêu miếu các như chúng ta có còn đường sống hay không. Chín thánh sẽ không quản sống chết của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm. Ta biết rõ kết quả của ta là như thế nào ta thậm chí còn có thể tưởng tượng được cuối cùng mình sẽ chết ra sao. Tình huống sau cùng, phiêu miếu các chỉnh đốn đã xong, còn chúng ta thì mù tịt không biết, vẫn còn tiếp tục đốc tra gây sự, cũng không biết khi nào thì chín thánh dừng tay. Chúng ta sẽ không biết được dấu hiệu khi chín thánh đột nhiên ngừng lại, và bất ngờ có một ngày, phiêu miếu các đưa ra một lý do bắt chúng ta lại. Trong nháy mắt, bọn họ sẽ tiêu diệt sạch sẽ thành viên đốc tra chúng ta, chấn nhiếp thiên hạ. Phiêu miếu các lại có được uy nghi chấp trưởng, tiếp tục hiệu lực vì chín thánh. Còn chúng ta đây, ai sẽ quan tâm sống chết của chúng ta? Chim bay tật, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, ngao tiên sinh, người nói, kết quả sau cùng của ta có phải như thế không? Sắc mặt ngao phong ngưng lại, suy nghĩ những lời đối phương nói. Gã thật sự không nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ nghe xong, 89 phần người có khả năng là vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chín thánh không phải muốn tiêu diệt phiêu miếu các mà chỉ muốn chỉnh đốn chiến thánh cũng không có khả năng chém hết phụ tá đắc lực của mình thiên hạ có rất nhiều người tâm khó lường lại có nhiều chuyện thi phi như thế chiến thánh làm sao có thể tự cắt thịt mình phiêu miếu các cuối cùng cũng vẫn là phiêu miếu các mà thôi nghiêu hữu đạo cười nói ngao tiên sinh hẳn ngươi cũng biết ta sống không được bao lâu xung quanh ta chỉ còn một con đường chết ngươi nói cái gì cùng lắm mọi người cùng chết câu nói này của ngươi khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn ngươi không cần vạch trần ta ta cũng chỉ có con đường chết ngươi cảm thấy đem lý do này ra uy hiếp ta có ý nghĩa sao ngao phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì ngư hữu đạo nói nghe nói thủ hộ cây vô lượng là nha tương do ô thường luyện chế ngươi có nhìn thấy nha tương không ngao phong nghiến răng hỏi ta hỏi ngươi muốn làm gì như hữu đạo nói rất đơn giản vì chuẩn bị một con đường sống cho mình không ai cam nguyện ngồi đó chờ chết cả trước sau gì cũng chết vì sao lại không tranh thủ một hy vọng sống cho mình Ngao tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy quả vô lượng sao? Chỉ cần lấy được quả vô lượng, đại khái có thể tìm một chỗ trốn đi. Đợi khi tu vi đột phá, ngươi còn có cơ hội liều mạng một phen. Đúng là đánh chủ ý vào quả vô lượng. Ngao phong chấn kinh, ngươi điên rồi sao? Ta không có điên, bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác. Như hữu đạo nhấn mạnh, cảm xúc có vẻ kích động, chợt đưa tay chỉ vào mũi đối phương, ngươi cũng không được lựa chọn. Nếu ngươi muốn chịu chết, ta tùy thời thành toàn cho ngươi chương 1615, đồng bọn của ta đến từ hoang trạch tử địa 2. Quai hàm ngao phong căng cứng, biểu hiện của nghiêu hữu đạo giãn ra, giọng nói cũng hòa hoãn lại, ngao tiên sinh, thời gian của ngươi bây giờ chắc cũng không dễ sống nhỉ. Có thể tưởng tượng, bán đứng phiêu miếu các, làm sao có ngày sống dễ chịu chứ? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ người nguyện ý cả đời này sống nhẫn nhục như thế mà không muốn liều một lần sao? Ngẫm lại đi, chung quanh không ai chào đón ngươi, ngươi có thể nhấn nhịn im hơi lặng tiếng cả một đời à chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến muốn phản kháng chỉ là nghĩ thôi mà ngươi cũng không dám bởi vì ngươi cho rằng phản kháng cũng vô dụng tìm không được cơ hội nhưng bây giờ thì khác ta như mỗ không sợ chết như mỗ không thèm đếm xỉa nguyện ý xả thân tiến về phía trước hợp tác với tiên sinh nội ứng ngoại hợp ta sẽ liên thủ với tiên sinh tạo ra một hy vọng cho dù chúng ta chết chúng ta cũng sẽ chết một cách thống khoái chỉ cần chúng ta liên thủ chưa chắc đã không có cơ hội. Ánh mắt Ngao Phong lóe lên, khẽ gật đầu, cười lạnh, ta hiểu rồi, người cố ý không cho ta rời khỏi vườn vô lượng, mục tiêu chính là bắt ta trở về vườn vô lượng chịu đựng một ngày bằng một năm dày vò. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu, người đã tạo một cái bẫy liên hoàn nhắm vào ta. Mục đích chính là để dành cho ngày hôm nay, có phải như vậy không? Nghiêu Hữu Đạo nói, người nói cái gì là bẫy thì hơi quá rồi. Ta không nghĩ sâu như người đã nghĩ đâu, chỉ là những chuyện tương tự đã làm qua nhiều, nhiều ít cũng có kinh nghiệm. Biết kết quả là thế, chỉ thuận thế mà làm thôi. Mấu chốt của việc này còn nằm ở chỗ của ngươi. Vô dục tắc cương, nếu ngươi không có ham muốn, ngươi sẽ không bị cuốn vào. Ta cũng chẳng làm gì được ngươi, ngươi cũng sẽ không bị hãm sâu đến như vậy. Ham muốn là do con người tự tìm, không cần thiết phải kêu đau. Ai cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách chính mình. Ngao tiên sinh, chúng ta oán trách qua oán trách lại cũng không có ý nghĩa. Ngao tiên sinh là người thông minh, việc đã đến nước này rồi, có nghĩ những thứ đó hay không cũng không có ý nghĩa. Chúng ta hãy nên cùng nhau nhìn về phía trước, chỉ cần có được quả vô lượng, chúng ta sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Ngao tiên sinh, người không chờ mong cảnh giới Nguyên Anh sao? Người không ngại suy nghĩ một chút đó là tư vị gì, còn cần làm con chó giữ nhà canh giữ vườn vô lượng một ngày bằng một năm sao? Người nên nghĩ đến tư vị đột phá Nguyên Anh cảnh, trường sinh bất tử, người người trong giới tu hành đều tha thiết ước mơ. Ngao Phong hít một hơi thật sâu, người nghĩ hay thật. Ta thấy người đang nằm mơ thì có, có được quả vô lượng thì thế nào? Lấy được, người cũng không thoát được thánh cảnh. Tiếp theo, người sẽ phải chịu cảnh không ngừng bị truy sát. Chín thánh đảo ba thước đất cũng phải đào ngươi ra cho bằng được. Bọn họ sẽ vận dụng đủ mọi thủ đoạn truy tung để truy sát ngươi. Ta dám cam đoan, trước khi người sử dụng quả vô lượng để đột phá cảnh giới nguyên anh, bọn họ đã móc ngươi rồi. Người sẽ biết cái gì gọi là hối hận nghiêu hữu đạo nói nào đáng sợ như ngươi đã nói chứ nếu chín thánh thật sự có bản lĩnh này vì sao đám yêu hồ ở hoang trạch tử địa vẫn còn sống tốt như vậy ngao phong nói hoang trạch tử địa là hoang trạch tử địa vốn là bảo mệnh của yêu hồ chẳng lẽ ngươi còn trông cậy yêu hồ có thể thu nhận ngươi hay sao nghiêu hữu đạo chợt nở nụ cười quái dị ngao tiên sinh vụ cháy phạm vi lớn như vậy bên ngoài vườn vô lượng chỉ bùng lên trong thời gian ngắn ngươi cho rằng chỉ một mình ta là có thể đốt hay sao Ngao Phong nheo mắt, ngươi còn có đồng bọn, bên trong thánh cảnh có người dám làm chuyện này với ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói, đúng vậy, đồng bọn của ta đến từ hoang trạch tử địa, cũng chính là yêu hồ trong miệng của ngươi. Ngao Phong chấn kinh, không thể nào, chiến thánh dùng hết mọi biện pháp cũng không cách nào phái người đánh vào nội bộ yêu hồ. Yêu hồ không có khả năng tin tưởng con người, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Chiến thánh không được, không có nghĩa là ta không được. Tiên sinh không ngại suy nghĩ cho kỹ, hoang trạch tử địa là nơi lớn như vậy, tại sao ta lại trùng hợp gặp được tiên sinh mà thiết lập ván cục chứ? Làm sao ta biết được kết cục của triều kính, còn có những manh mối khác, tiên sinh là người thông minh, chắc hẳn sẽ nghĩ thông. Ngao Phong nheo mắt, hít sâu một hơi, lại yêu hồ làm tai mắt cho ngươi. Như Hữu Đạo nói, trên địa bàn của yêu hồ, việc này rất nhỏ, chẳng tính là gì. Ngao Phong vội hỏi, tại sao yêu hồ tộc lại giúp ngươi? Ngươi mới đến thánh cảnh không bao lâu, Tại sao nhanh như vậy đã có được sự tín nhiệm của yêu hồ? Như hữu đạo nói đó là chuyện của ta, không cần thiết phải giải thích kỹ càng cho tiên sinh biết. Tiên sinh chỉ cần biết một khi được chuyện, chúng ta có thể trốn vào hoang trạch tử địa, chờ đợi đến ngày đột phá nguyên anh cảnh. Tiên sinh, người cũng biết ta đã dám sông về phía trước, sẽ không hướng tử lộ mà sông lên. Ngao phong im lặng, như hữu đạo thúc giục tiên sinh ngọn lửa rất nhanh sẽ bị dập tắt. Một khi thế lửa bị khống chế, người của vườn vô lượng sẽ điều tra xung quanh. Thời gian cho chúng ta thương lượng không nhiều, cần phải đưa ra quyết định. Ánh mắt ngao phong lấp lẽ, người không sợ ta đem những chuyện người nói đi lấy công chuộc tội sao. Bí mật liên quan đến yêu hồ lớn như vậy, đủ cho ta miễn tội chết. Mắt nghiêu hữu đạo sáng lên, đưa tay chỉ vào mũi mình, chém đinh chặt sát ta cho phép người đi mật báo đấy. Nhưng người hãy nhìn tình huống mà cân nhắc đưa ra quyết định. Nếu muốn tiếp tục làm thì làm, muốn mật báo thì lúc nào cũng có thể mật báo. Thật, nghiêu mỗ nói thật lòng người có mật báo ta cũng không oán ngươi như ta đã nói với tiên sinh hết thảy đều tự tìm chẳng trách được người khác đạo lý rất đơn giản ngươi ở trong vườn vô lượng ta cũng không chi phối được quyết định của ngươi nhưng chỉ cần tiên sinh dám phạm quy đánh cướp ở hoang trạch tử địa ta sẽ kết luận tiên sinh là người biết theo đuổi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở vườn vô lượng nếu có cơ hội ta tin rằng tiên sinh có thể đưa ra được lựa chọn sáng suốt ngao phong hơi động tâm do dự nói, nhưng vườn vô lượng được trông coi rất nghiêm ngặt. Cao thủ bên trong nhiều như vậy, trước mặt cây vô lượng lại có nha tương bảo vệ, gần đó còn có người của chín đại thánh địa trực luân phiên canh giữ. Có thể nói, bất luận gió thổi cỏ lay nào trước mặt cây vô lượng cũng sẽ bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Như Hữu Đạo nói, ta không tin trên đời này có thứ không bao giờ thất thủ. Chúng ta gặp vấn đề nào sẽ giải quyết vấn đề đó. Rất nhiều chuyện ta đã suy nghĩ kỹ ngưu đồ trước đó, ta sẽ không bao giờ đi làm chuyện mà mình không nắm chắc. Cơ hội lúc nào cũng có, nhưng phải cần chúng ta sáng tạo ra. Ngao Phong nói, người hãy đem kế hoạch của mình nói ra trước cho ta nghe, xem ta có làm được hay không. Như Hữu Đạo nói, một hai câu không thể nói được rõ ràng. Thời gian bây giờ có hạn, người phải tranh thủ giải quyết phiền phức lớn nhất bây giờ. Ngao Phong hỏi, là cái gì? Người nói đi, Nghiêu Hữu Đạo đáp, ngay từ đầu ta đã nói, nhà tương ngao phong nói nhà tương đích thật là một phiền phức lớn chúng canh giữ trước cây vô lượng không hề di chuyển bất kỳ người nào đến gần cũng sẽ bị kinh động một khi kinh động người đó sẽ bị toàn bộ thủ vệ vườn vô lượng chú ý ta cũng không tránh được đám nha tương đó người bảo ta giải quyết như thế nào nghiêu hữu đạo nói ta tất nhiên có biện pháp ngươi hãy nói cho ta biết có bao nhiêu nha tương thủ hộ ngao phong đáp không biết ba con giữ ba phương vị của một cây vô lượng Nghiêu Hữu đạo hỏi tiếp, người đã từng nhìn thấy bộ dạng của nha tương sau khi biến thành hình người chưa? Ngao Phong nói, có thấy qua nhiều lần, chỉ cần có người đến gần cây vô lược, nha tương lập tức hóa hình để đề phòng. Ngày nào cũng sẽ có người đến gần cây vô lương để kiểm kê số lượng quả trên cây. Mỗi lần có người chạm vào, nhà tương lập tức hiện hình bảo vệ. Ta cũng đã từng đi kiểm kê số quả, cho nên gặp qua không ít lần. chương 1616, Mạo hiểm. Hữu đạo nói nghe nói sau khi nha tương hóa thành hình người sẽ có diện mạo giống như người chết khi còn sống ngao phong do dự nói đúng là có chuyện như vậy khi ba con nha tương hiện hình ta nhìn họ khá quen mắt hẳn là đã gặp qua khi bọn họ còn sống Hình như là người của thánh địa thiên ma nhưng không quen biết nhau ta cũng không rõ đó là người nào ở thánh địa thiên ma nữa cho nên không biết tên như Hữu đạo không khỏi vui mừng người có nhớ hình dáng của ba người sau khi nha tương biến hình không Ngao Phong không hiểu, có chút ấn tượng, nhưng có nhớ thì làm sao, chẳng lẽ người còn muốn chạy khắp nơi để nghe ngóng à? Mà không, người hỏi cái này để làm gì? Như Hữu đạo muốn gia tăng lòng tin của gã, cũng có thể nói là hắn muốn tăng thêm can đảm cho đối phương, liền thẳng thắn đáp ta có biện pháp hóa giải cửa ải nha tương. Ngao Phong kinh ngạc, người có biện pháp, gã không khỏi giật mình, không nghĩ đến đối phương đã dự mưu đến trình độ này. Như Hữu đạo khoát tay, cũng không giải thích nhiều, nhanh chóng từ chỗ ẩn thân chạy ra ngoài, nhanh chóng quan sát động tĩnh chung quanh. Có một số việc có nên làm bây giờ hay không, hắn cũng hơi do dự. Sau khi vườn vô lượng khống chế thế lửa, không có khả năng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất nhiên phải trắng trợn lục soát. Bây giờ nhanh chóng thoát thân là biện pháp tương đối ổn thỏa, nhưng nếu tiến thêm một bước sẽ giảm bớt phiền phức không nhỏ đằng sau, nhưng hắn lại sợ thời gian không đủ, lại bị người của vườn vô lượng bắt được. Để ổn định ngao phong, hắn đã tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục gã, vì thế mới chậm chế một chút. Ngao Phong không biết hắn muốn làm gì, cũng chui ra khỏi chỗ ẩn thân. Thấy hắn quan sát bốn phía, gã cũng bắt trước làm theo. Cảnh sông núi trước mắt khiến cho gã sinh ra cảm khái. Gã bị quản chế rất nghiêm trong vườn vô lược, trên cơ bản chẳng có cơ hội ra ngoài, không nghĩ đến chỉ một mồi lửa của Ngưu Hữu Đạo đã kéo gã ra. Mắt thấy người ở nơi xa vẫn còn đang rằng co với lửa, Ngưu Hữu Đạo quyết định liều mạng, mạo hiểm một phen, quay đầu vẫy tay với Ngao Phong, dẫn gã chui vào trong chỗ ẩn thân lần nữa. Ngao Phong quay lại, hỏi một câu, chuyện gì vậy? Nghiêu Hữu đạo thò tay vào ngực lấy ra một sấp giấy trắng, rồi giống như ảo thuật lấy ra một cây bút than. Lần này hắn là có chuẩn bị đầy đủ mà đến, ví dụ như liên hệ với Triệu Hùng ca hay tìm Vũ Phi. Không nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng tiếp cận vườn vô lượng, cũng không dám ra tay phóng hỏa. Cho nên, trước đó hắn đã mang theo sấp giấy trắng, phòng khi có chỗ dùng đến bây giờ quả nhiên là có đất dụng võ giấy trắng căng ra một tay cầm một tấm giống như mặt nâng ngao phong cảm thấy kỳ quái không biết nghiêu hữu đạo định làm gì lúc này nghiêu hữu đạo dùng bút than nói người hãy tường thuật từng chi tiết một hình dạng của ba người sau khi nha tương hóa thành ta sẽ vẽ lại ngao phong á khẩu không trả lời được nhìn công cụ vẽ tranh gã có cảm giác không khỏi hơi qua loa làm sao mà biểu đạt làm sao mà vẽ đây nghiêu hữu đạo nói thời gian không còn nhiều nữa nhanh nói đi đừng có lề mề vẽ khuôn mặt trước sau khi nhớ lại một chút ngao phong ghé sát mặt nghiêu hữu đạo trầm ngâm nói người thứ nhất mặt hơi vuông tiếng vù vù vang lên bút than trong tay nghiêu hữu đạo nhanh chóng vẽ một đường cong trên trang giấy không vuông như vậy xương gò má thu lại một chút nghiêu hữu đạo nhanh chóng dùng tay bôi đường cong đi tiến hành chỉnh sửa lại vị trí gò má sau khi hình dáng gương mặt đã thành hình cộng thêm thủ pháp thuần thuộc của nghiêu hữu đạo Ngao Phong nhịn không được phải nhìn Ngưu Hữu Đạo thêm mấy lần, cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy phương thức hội họa như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tên này không phải vì trộm quả vô lượng mà đã sớm luyện tập phương diện này đấy chứ. Nếu thật sự như vậy, Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị đầy đủ như thế, trong lòng gã ngược lại tăng thêm một chút lòng tin. Đuôi mắt rũ xuống một chút, chán hẹp lại một chút, mũi cao hơn, cằm nhọn lại, hai người tụ lại cùng với nhau. Một người dựa vào trí nhớ mà đưa ra ý kiến chỉnh sửa, một người thì khiêm tốn tiếp nhận không đúng chỗ nào thì chỉnh lại chỗ đó không chút do dự không chút chậm trễ ngao phong còn chưa chính thức đồng ý làm chuyện này với Như hữu đạo Như hữu đạo cũng không muốn gã đưa ra câu trả lời chắc chắn nhưng hành động của hai người rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu trạng thái của ngao phong rất nghiêm túc đương nhiên trong lòng hai người cũng căng như dây cung bởi vì bọn họ còn phải lưu ý động tĩnh bên ngoài Nhiêu hữu đạo vẽ rất nhanh cuối cùng ba gương mặt nha tương khi còn sống đã hiện lên trang giấy giấy vẽ khá bẩn do chỗ bị bôi khá nhiều, nhưng điều này không quan trọng, đối với nhiều hữu đạo mà nói, đây chỉ là bản nháp, chỉ cần mang bản nháp về là được, hắn sẽ họa lại một lần nữa. Vẽ xong, nhiều hữu đạo mở ba bức họa ra trước mặt Ngao Phong, nhìn lại lần nữa xem có chỗ nào cần chỉnh hay không. Ngao Phong liếc nhìn ba bức tranh, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, vẫn còn hơi khác so với người thật, nhưng vốn dĩ ta nhớ cũng không rõ lắm, cho nên không thể nói được rõ ràng. Đại khái chính là hình dáng này. Nghiêu hữu đạo nói dựa vào lời nói để vẽ ra có tranh lệch cũng là chuyện bình thường khác biệt cũng không quá lớn đâu nhưng những người biết ba người này sau khi nhìn thấy ba tấm chân dung có thể nhận ra bọn họ hay không ngao phong nói hẳn là sẽ nhận ra trừ phi diện mạo của nha tương khi còn sống khác nhau quá nhiều ta đối với ba tên này khi còn sống cũng hơi ấn tượng thành ra sẽ không có khác biệt quá lớn nếu không ta gặp bọn họ sẽ không có cảm giác là đã gặp qua người biết bọn họ khi nhìn thấy chân dung chắc có thể nhận ra. Ít ra so với hình dáng bây giờ không sai biệt lắm. Gã tự tin gật đầu, được rồi, như hữu đạo nhanh chóng thu hồi ba bản vẽ, sau đó đưa giấy bút cho đối phương, người hãy phát hỏa tình huống phòng ngự và bố trí thành viên bên trong vườn vô lượng cho ta xem. Ngao Phong không nói hai lời, nhận lấy tờ giấy, vừa vẽ vừa giải thích cây vô lượng nằm ngay chính giữa vườn vô lượng. Ba con nhà tương đứng trên trà cây, như hữu đạo nghiêm túc lắng nghe, hai mắt nhìn chằm chằm bước vẽ dần thành hình còn chưa xong bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người bên kia người sang bên đó lục soát hai người giật mình bốn mắt nhìn nhau ý thức được phiền phức đến rồi tốc độ phản ứng của vườn vô lượng vượt xa dự đoán của nghiêu hữu đạo trước khi thế lửa còn chưa được khống chế đã phái người tìm kiếm ngao phong nhanh chóng đẩy lại giấy bút lặng lẽ bước đến cửa hang nhìn ra ngoài khi nghiêu hữu đạo bước gần đến cửa hang ngao phong đã quay đầu lại thủ thế chỉ mình rồi lại chỉ ra ngoài gia hiệu gã sẽ nhảy ra ngoài ứng phó. Nưu Hữu đạo gật đầu đồng ý, Ngao Phong quay đầu quan sát ngoài động lần nữa, tìm được cơ hội lập tức lao ra ngoài. Rất nhanh, người đến tìm kiếm đã lên tiếng, "Người nào?" Ngao Phong đáp, "Là ta." Tiếng người quát hỏi, "Ngao Phong, tại sao ngươi lại ở đây?" Ngao Phong nhìn xung quanh, biểu hiện như đang điều tra, khi dập lửa, ta thấy có người lén lút rời đi, cũng không biết là ai, cho nên ta đã đuổi theo. Người kia trầm giọng hỏi, Phong, "Người đâu rồi?" Ngao Phong nói, ta thấy hình như người đó nhảy tót vào vùng này, nhưng khi ta tìm kiếm thì không thấy tung tích. Mọi người tản ra lục soát ở đây đi. Người quát hỏi thấy nơi này có hiểm nghi, vội khua tay, tản ra lục soát, cẩn thận tìm kiếm. Mọi người lĩnh mệnh tản ra, Ngao Phong lặng lẽ chiếm một nơi để lục soát, chính là chỗ Ngưu Hữu Đạo ẩn thân. Như Hữu Đạo đang nép mình ở một bên cửa hang, trang giấy trên tay đã được cất cẩn thận, đồng thời cũng đã đeo mặt nạ, cởi áo khoác bên ngoài, đổi quần áo bên trong thành bên ngoài có bóng người vọt đến cửa hang, như hữu đạo nhanh chóng sở thanh kiếm bên hông, vận sức chờ phát động. Sau khi nhìn thấy người đến là Ngao Phong, hắn hơi thả lỏng thanh kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đại khái hiểu được ý đồ trong cuộc trò chuyện giữa Ngao Phong và người kia. chương 1617, trước trách một Dám phạm quy cướp bóc ở hoang trạch tử địa, còn ung dung không vội đứng ra làm chứng cho cuộc tỉ thí, điều này đã chứng minh Ngao Phong không phải là người nhát gan không giữ được bình tĩnh. Chuyện trước mắt càng thêm chứng tỏ người này rất có đảm lược. Sợ nhất là gặp phải đồng đội heo. Năng lực của Ngao Phong khiến cho Ngưu Hữu Đạo càng thêm nắm chắc việc mình làm hơn. Ngao Phong vừa đến, hai người nhanh chóng tiến vào sâu bên trong hang. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói, một khi bọn họ phát hiện ra ta, người không cần quan tâm đến ta. Người cứ tấn công ta đầu tiên, cũng đừng hạ thủ lưu tình. Người nhất định phải rũ sạch tất cả. Khóe miệng Ngao Phong nhếch lên lời này khiến gã cảm thấy yên tâm hơn bên ngoài có người tiếp ứng ngươi sao ngư hữu đạo nói đừng quan tâm đến ta ta tự có ứng phó sẽ nghĩ cách để phá vòng vây ngươi hãy lo đảm bảo an toàn cho mình không xảy ra chuyện là được ngao phong nói tình huống bây giờ chỉ sợ không cách nào bàn giao lại kỹ càng cho ngươi rồi vừa rồi gã còn chưa giải thích được bao nhiêu thì đã bị cắt ngang ngư hữu đạo nói ta sẽ tìm cơ hội khác không đến mấy ngày ta sẽ đích thân tiến vào vườn vô lượng một chuyến Đến hiện trường điều tra một lần. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ngao phong chấn kinh, người điên rồi. Ngay cả đệ tử chín thánh cũng không dám tùy tiện ra vào. Người vào, nhất định sẽ bị người ta hoài nghi. Như hữu đạo nói, người yên tâm đi. Lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, ta cũng không có ý định giải quyết tất cả mọi chuyện một lần là xong. Kế tiếp, ta đã chuẩn bị kế hoạch tốt rồi, sẽ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi. Người không nên ở lâu, người hãy trở về đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để thoát thân ngao phong gật đầu nói người hãy cẩn thận một chút bất chợt ngoài động có động tính nghiêu hữu đạo lách mình bước đến chỗ trúng của hang động để phòng cao độ thật ra cái động này không sâu ngao phong cũng vội lách mình chạy ra ngoài vừa lúc gặp phải thành viên đang tìm kiếm bước đến thuận miệng nói một câu chỉ là hang động cạn không có gì đặc biệt nói xong gã bình tĩnh lướt qua người đối phương người tìm kiếm bước lên hai bước nhìn quanh tình huống trong hang động dường như tin tưởng ngao phong cho nên cũng không tiếp tục tiến lên phía trước mà quay người đi ra. Nhiều hữu đạo đang dán mình vào vách động nhẹ nhàng thở ra. Nếu đối phương tiếp tục tiến vào điều tra, hắn không thể không bị bại lộ. Hắn cũng chỉ có thể giết người đó, rồi giả bộ chém giết với Ngao Phong để phá vây. Ngao Phong thấy đồng lưu bước ra, trong lòng như chút được gánh nặng. Quá nguy hiểm rồi, một khi bại lộ, gã không biết Nhiều hữu đạo có thể phá vòng vây ra ngoài hay không, nhưng nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều cao thủ vườn vô lượng truy sát nếu nghiêu hữu đạo rơi vào tay người của vườn vô lượng hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng ai có thể cam đoan nghiêu hữu đạo sẽ không bị cậy miệng mà khai ra mọi việc tối thiểu nhất ai sẽ tin chuyện này là do nghiêu hữu đạo gây ra tất nhiên cũng có người hoài nghi nghiêu hữu đạo cũng sẽ có người nghĩ hết mọi biện pháp để cậy miệng của hắn mặc dù nhẹ nhàng thở ra nhưng trước khi nghiêu hữu đạo hoàn toàn thoát hiểm trong lòng ngao phong vẫn căng cứng như dây cung nói với người dẫn đội bên cạnh bên kia không phát hiện được thứ gì không bao lâu sau các thành viên phân tán khắp nơi cũng lần lượt trở về bẩm báo, cũng không phát hiện được chuyện gì. Người dẫn đội phất tay ra hiệu, mọi người một lần nữa tăng cường việc tìm kiếm. Như hữu đạo trốn trong động chờ đến lúc bên ngoài không còn động tĩnh mới ngoi đầu lên, cẩn thận quan sát một lúc mới nhanh chóng chui vào trong núi sâu. Một đường lén lút, vừa tránh vừa giấu, cho đến khi chạy tới một khu vực ít có người vườn vô lượng hoạt động, hắn mới dám dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Thánh địa băng tuyết, trên một ngọn núi băng tràn ngập phong tuyết, tuyết bà bà một tay cầm trượng, một tay cầm tẩu phát ra tiếng cười cạc cạc như tiếng quả, thú vị đây. Chấp sự thiên hạ tiền trang vừa mới chết không được minh bạch, bây giờ đột nhiên có người phát cáu đốt vườn vô lượng. Thánh cảnh bình yên đã lâu, bây giờ càng lúc càng thú vị. Quái sự bắt đầu chuyện này tiếp chuyện kia, rứt lời, bà ta nghiêng đầu liếc xéo người sau lưng. Một bên, bạch vô nhai không dám nói một câu, sắc mặt ngưng trọng. Vèo một tiếng, bạch vô nhai ngẩng đầu, phát hiện tuyết bà bà đã không còn, chỉ nghe tiếng gió bay lên không sau đó bóng dáng tuyết bà bà nhanh chóng biến mất trên không trung nhìn theo hướng hình như là đến vườn vô lượng hai bạch vô nhai thở dài y không biết hỏa thiêu vườn vô lượng là do ai làm lá gan của người này không khỏi quá lớn rồi hỏa thiêu rồi thì như thế nào cái gì cũng không chiếm được không muốn hoài nghi có người đang cố ý gây sự cũng khó vườn vô lượng bị đốt toàn bộ thánh cảnh chấn động người nào đó đang muốn chạm tay vào cấm địa của thánh cảnh chạm vào vải ngược của chín thánh, bảo mọi người làm sao mà không chấn động. Nội thành vấn thiên, một bình trà nước, hai người ngồi đối diện. Biểu hiện của Hoàng Ban và Huyền Diệu đều ngưng trọng, ngọn lửa có phải là do thiên tai gây ra hay không? Huyền Diệu hỏi, Hoàng Ban thở dài, đột nhiên xuất hiện ngọn lửa lớn đến như vậy, xung quanh vườn vô lượng đều có lửa, làm sao có thể là thiên tai được chứ, nhất định là cố ý. Phạm vi bốc cháy rất lớn, không giống một hai người có thể làm được. Chắc chắn là cả một đội ngũ, Huyền Diệu im lặng, thở dài, cũng không biết là ai, tại sao lại to gan như vậy. Phóng hỏa có ý nghĩa gì sao? Hoàng Ban nói, làm như vậy hoàn toàn không chiếm được quả vô lược, rõ ràng là lãng phí thời gian. Bên dưới có lời đồn, đã có người liên tưởng vụ đốt vườn vô lượng với cái chết của Hồng Vận Pháp, muốn kềm chế hành động chỉnh đốn phiêu miều các. Cũng không biết là ai, chẳng lẽ bọn họ không biết càng làm như vậy, Thánh Tôn lại càng không chịu bỏ qua sao? Huyền Diệu nói, Đinh Tiên Sinh nói muốn ra ngoài thường trú một thời gian. Nếu nhận được tin tức này, sợ là ngài ấy sẽ đứng ngồi không yên. Dù sao Vườn Vô Lượng cũng treo danh nghĩa phiêu miểu các. Xảy ra chuyện như vậy, ngài ấy không muốn trở về gấp cũng khó. Hoàng ban nói, nghe nói pháp giá của chín vị thánh tôn đã lần lượt đến Vườn Vô Lượng kiểm tra tình huống phóng hỏa. Ngay cả thánh tôn cũng không tra ra gì, tiên sinh trở về thì biết làm thế nào? Huyền Diệu nói, nhưng cũng không có khả năng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không hỏi han đến, ngược lại làm cho người ta phải hoài nghi, tối thiểu phải làm dáng chút gì đó. Hai, thời buổi rối loạn, việc quản lý phiêu miểu các năm nay lại đúng lúc rơi xuống đầu tiên sinh, cuối cùng phát triển đến tình trạng nào thì không ai nói rõ được. Hoàng ban thở dài, Huyền Diệu lắc đầu, biểu hiện không thể làm gì được. Khi lời bàn tán bên trong thánh cảnh nhấc lên như nước thủy triều, Ngưu Hữu Đạo đã xuất hiện tại một khu vực mây mù lượn lờ trong núi sâu. Nơi này cách Thánh Địa Thiên Ma không tính là lớn, hắn âm thầm ẩn thân bên trong tán cây để quan sát, gương mặt đeo mặt nạ, đầu đội đấu bồng đen. Đợi một hồi, một người rơi xuống, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, chính là Vũ Phi. Ngưu Hữu Đạo từ tán cây lóe ra, Vũ Phi cảnh giác nhìn, Ngưu Hữu Đạo vội đưa lòng bàn tay ra, giữa lòng bàn tay có vẽ một đóa hoa mai. Hoa mai là ám hiệu gặp mặt, để Vũ Phi có thể xác nhận thân phận. Toa Như Lai sẽ không vì nghiêu hữu đạo mà chạy tới chạy lui. Thân phận của Toa Như Lai cũng không thích hợp chạy loạn khắp nơi. Ông ta cũng là người bị chín thánh theo dõi nhiều nhất. Lần gặp mặt này, Toa Như Lai không đến, chỉ có một mình nghiêu hữu đạo, cũng không muốn cho Vũ Phi biết thân phận của hắn. Vũ Phi không biết người đến là thật hay giả, cho nên trước đó Toa Như Lai nhất định phải giúp hai người định ra ám hiệu gặp mặt. Nơi này cách thánh địa thiên ma cũng không tính là xa, cũng để thuận tiện cho Vũ Phi đến. Với thân phận của Vũ Phi, nếu không có lý do chính đáng, sẽ không thể tùy tiện sử dụng phi cầm, nếu không sẽ bị người ta chú ý. chương 1618, chức trách 2 Sau khi hai người xác nhận thân phận lẫn nhau, nhiều hiếu đạo cũng không rông dài, móc tờ giấy đã được xếp gọn trong tay ra, người hãy xem qua, xem có phải là người của Thánh Địa Thiên Ma hay không. Vũ Phi tiếp nhận tờ giấy. Sau khi nhìn chân dung trên tờ giấy thứ nhất, gã ngạc nhiên nói chữ vệ thành. Nhiều Hiếu đạo hỏi, người có quen hay không? vũ phi nhìn cẩn thận bức tranh bút tích trên bức tranh đã không còn được vẽ bằng than nghiêu hữu đạo vì che giấu thân phận với vũ phi cho nên hắn đã dùng bút lông tỉ mỉ phục chế cũng không còn cách nào việc này nhất định phải cẩn thận hắn đã dùng bút than họa chân dung cho một số người phương pháp vẽ tranh đặc biệt đó hắn phải che giấu thật cẩn thận nếu không hắn rất dễ bị bại lộ thân phận cẩn thận xác nhận lại vũ phi gật đầu chân dung này hơi khác với người thật nhưng diện mạo chính là người đó nếu là người của thánh địa thiên ma thì hẳn không sai. Y là tội phạm bị xử tử mười mấy năm trước. Ta nhớ lần đó cùng bị xử tử với y có mấy người. Gã lật tờ tiếp theo. Sau khi nhìn thấy chân dung, gã bật thốt từ tử linh. Rồi lại nhìn tờ sau cùng, miệng bật ra một cái tên quảng hạc. Gã ngẩng đầu nhìn như hữu đạo, không sai đâu, chắc chắn là bọn họ. Bọn họ phạm tội bị xử tử cùng một lúc mười mấy năm trước. Chuyện lần đó đã chọc giận ô thường, cho nên ta có ấn tượng. Nghiêu hữu đạo mừng rỡ, người có nhớ lần trước người nói có thể tìm được hài cốt người chết không? Bây giờ ta muốn người tìm hài cốt của ba người này giao cho ta. Phú Phi do dự nói, việc đã trải qua nhiều năm rồi. Hài cốt còn lại bao nhiêu ta cũng không biết, có thể tìm được hài cốt hoàn chỉnh hay không, ta không dám hứa chắc. Nghiêu hữu đạo nói, nơi có âm khí nặng, hài cốt sẽ không dễ dàng bị phân hủy. Ta cũng không cần người tìm hài cốt hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được xương đầu của ba người này giao cho ta là được nhưng có một điều mà ngươi cần ghi nhớ nhất định phải là hài cốt của ba người này không được sai lầm hiểu chưa điều mà đối phương lo lắng thật ra hắn cũng đã cân nhắc kỹ càng bởi vì lần trước khi hắn yêu cầu viên cương đến gặp triệu hùng ca vì để giữ bí mật chỉ hỏi triệu hùng ca có cần toàn thân hay không hắn tin rằng chỉ cần viên cương hỏi như vậy triệu hùng ca nhất định sẽ biết đó là ý gì quả nhiên triệu hùng ca đã hiểu cho nên gã mới trả lời là tàn thể cũng được nhưng xương sọ sẽ có hiệu quả tốt nhất có được câu trả lời chắc chắn như hữu đạo tất nhiên là muốn xương sọ so có hiệu quả tốt nhất rồi chỉ cần xương đầu vũ phi yên tâm không ít gật đầu nói ta sẽ cố thử một lần như hữu đạo lập tức cảnh cáo không phải cố gắng thử một lần mà là nhất định phải làm cho tốt ta lặp lại một lần nữa nhất định phải lấy được xương đầu của ba người này tuyệt đối không được nhầm lẫn sau khi vật đến tay ta sẽ có biện pháp nghiệm chứng thật giả nếu như có sai lầm người đã biết hậu quả rồi chứ vũ phi yên lặng gật đầu nghiêu hữu đạo chỉ bức họa trong tay gã hỏi người có nhớ tên ba người này không Phú phi nhìn qua lần nữa đáp trừ vệ thành từ tử linh quảng hạc đều nhớ kỹ hết rồi Như hữu đạo lập tức thu lại bức tranh trong tay đối phương đồng thời an ủi người yên tâm đi chúng ta sẽ không qua sông đoạn cầu đâu chúng ta còn hy vọng có thể tiếp tục hợp tác lẫn nhau nếu người đàn bà kia cứ dây dưa khiến người cảm thấy bất an nếu người cần bản thân lại không tiện ra tay có được thời cơ thích hợp chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết đương nhiên lúc nào ra tay ta còn cần ngươi phối hợp vũ phi liên tục gật đầu như thế thì tốt rồi người đàn bà kia thường xuyên chủ động đến tìm ta ở thánh địa thiên ma ta thật sự không biết né tránh như thế nào mới tốt ta sợ nàng ta lắm mấy năm nay ta không dám phấn đấu ở thánh địa thiên ma chính là sợ người ta ghen ghét mà để mắt đến phát hiện ra điểm yếu của ta nếu các ngươi muốn ta cung cấp cho các ngươi sự trợ giúp lớn nhất tốt nhất giúp ta diệt trừ nàng ta bản thân ta thật sự không tìm được cơ hội ra tay, lại không dám nhờ người khác hỗ trợ. Như hữu đạo vội đưa tay khuyên nhủ, đừng nóng vội, người cứ làm tốt chuyện trước mắt cái đã. Phú Phi cam đoan, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức. Những gì cần bàn giao đều đã bàn giao, hai người tạm biệt. Phương thức liên lạc sẽ do toa như lai like giải quyết. Sau khi tách ra, như hữu đạo hủy đi ba bức tranh mà hắn phí hết tâm tư, thậm chí còn mạo hiểm để có được, sau đó đi thẳng đến thủ khuyết sơn trang. Trên đường, hắn tìm được tần quan và Kha Định Kiệt mà hắn vứt sang một bên. Cửa ra vào thánh cảnh, luồng sóng ảnh chấp động, một đoàn người từ bên trong bước ra, là đám người đinh vệ sau khi biết được kinh biến bên trong thánh cảnh mà trở về. Gương mặt đinh vệ vẫn rất bình tĩnh nhưng chuyện vườn vô lượng bị đốt khiến cho tâm trạng của y rất tồi tệ. Đám người đinh vệ bay đến thủ khuyết sơn trang gần đó. Kim sĩ, phi hành tòa kỳ hoặc những thứ dùng để trao đổi thông tin đều phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của thánh cảnh, không cho phép tùy ý mang ra mang vào. Tác dụng của thủ khuyết sơn trang chính là bổ sung khâu thiết hụt này. Chức trách chủ yếu của thủ khuyết sơn trang là phụ trách trông giữ hoặc chuẩn bị tỏa kỵ cho các thành viên ra vào thánh cảnh. Thân phận của đinh vệ tất nhiên không cần dựa vào pháp lực để bôn ba. Sơn trang sẽ chuẩn bị tỏa kỵ cho y, trưởng lão, người đến rồi. Tần quan đang đứng trên lầu các chợt nhắc nhở một câu. Như hữu đạo đứng trên lầu các nhìn xuống, nhìn thấy đám người đinh vệ bước vào, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không nói hai lời, hắn nhanh chóng bước xuống lầu chắp tay hành lễ với đinh vệ bái kiến trưởng lệnh đinh vệ dừng bước người đang làm cái gì ở đây nghiêu hữu đạo nói cũng không còn cách nào là do chức trách thôi đinh vệ hừ lạnh một tiếng mặc cho chức trách của đối phương bây giờ y chẳng còn tâm trạng để ý đến hắn tiếp tục tiến lên áo khoác bay bồng bềnh đằng sau nghiêu hữu đạo mặt dày mày dạn bước theo đằng sau vừa đi vừa nói nhớ đến cũng đúng dịp ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh không nghĩ đến lại gặp tiên sinh ở đây Đinh vệ vừa đi vừa nói, nói mau. Như Hữu đạo nói, khi tuần tra đến đây, ta nghe mọi người bàn tán, nói có người phóng hỏa đốt vườn vô lượng, không biết là thật hay giả. Nếu là thật, thì chức muốn đến vườn vô lượng kiểm tra, mong tiên sinh đồng ý. Đang bước đến chỗ phi hành tòa kỵ mà thủ khuyết Sơn Trang đã chuẩn bị sẵn, đinh vệ dừng bước, lên tiếng cảnh cáo, như Hữu đạo, vườn vô lượng không phải là nơi ngươi có thể đến. Như Hữu đạo nói, ý của trưởng lệnh là, không cho phép thành viên đốc tra hỏi đến chuyện của vườn vô lượng. Lời nói cũng chẳng có gì lạ, nhưng giọng điệu của hắn lại hơi là lạ, dễ khiến người ta nghĩ sai. Đinh vệ bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Nghiêu Hữu Đạo, thiếu chút nữa phát tác. Giọng điệu của đối phương có chút âm dương quái khí, giống như nghi ngờ Đinh vệ y đang cố ý ngăn cản thành viên đốc tra hỏi thăm vấn đề vườn vô lượng. Trong thời kỳ nhạy cảm như bây giờ, câu nói này ám chỉ cái gì? Đinh vệ cố gắng bình tĩnh, chuyện của vườn vô lượng tất nhiên sẽ có người điều tra. Người có đi tra cũng không tra ra được cái gì. Như Hữu Đạo nói, chuyện của Hồng Vận Pháp cũng là thành viên đốc cha cha ra đấy. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại ẩn dụ nhiều thứ. Đinh vệ nheo mắt nhìn Như Hữu Đạo, rất muốn hỏi hắn là loại người gì, tại sao gan to bằng trời, dám nói chuyện như vậy với y. Nếu không phải Như Hữu Đạo đang mang cái danh thành viên đốc cha, nếu không phải quyền sinh sát của thành viên đốc cha không nằm trong tay y, bây giờ y sẽ làm thịt Như Hữu Đạo ngay. Đinh vệ không nói gì nữa, phất tay một tiếng, mấy con phi hành tỏa kỵ bay lên không, chở mọi người rời đi chương 1619, Phụng Chỉ Đốc Cha. Không đồng ý với Nhiêu Hữu Đạo, cũng không từ chối. Quan trọng là thành viên Đốc Cha Đốc Cha Phiêu Miểu Các, mà vườn vô lương trên danh nghĩa cũng thuộc về Phiêu Miểu Các. Nhanh, Nhiêu Hữu Đạo cũng không khách sáo, vẫy tay gọi Tần Quan và Kha Định Kiệt. Ba người vội nhảy lên phi hành tòa kỵ, bay lên không đuổi theo. Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Tần Quan và Kha Đình Kiệt nhìn nhau, không hiểu vì sao Nhiêu Hữu Đạo lại nói chuyện này với Đinh Vệ. Trưởng lão, ngài làm vậy sợ sẽ đắc tội với đinh vệ. Tần quan có lòng tốt nhắc nhở, như hữu đạo cười nói, đắc tội, ta đã sớm đắc tội với y rồi, thêm một lần, bớt một lần có khác gì nhau sao? Không sai, người ta quyền cao chức trọng, nhưng người ta lại chẳng làm gì được chúng ta. Y không có quyền xử lý chúng ta, hai người than thở trong lòng, có cảm giác trưởng lão vò đã mẻ không sợ rơi. Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, vườn vô lượng người khác trốn không còn kịp, chúng ta cần chi phải đến vườn vô lượng chứ? nghiêu hữu đạo nói chính bởi vì người khác tránh chúng ta lại càng phải đi vườn vô lượng xảy ra chuyện lớn như vậy thành viên đốc cha ngay cả hỏi cũng không dám hỏi đến còn có kiểu đốc cha này sao ta sợ chọc giận thánh tôn dù là làm bộ cũng được hơn nữa các ngươi không phải muốn đến vườn vô lượng mở mang tầm mắt sao nhanh lên đừng tốn thời gian nữa kha định kiệt lay động chỉ linh ra lệnh phi hành tỏa kỳ tăng hết tốc lực được người bên cạnh nhắc nhở đinh vệ quay đầu nhìn lại phát hiện Nưu Hữu Đạo đúng là đuổi theo thật, trong lòng hơi tức giận, nhưng do hạn chế của chín thánh, y không làm được gì, muốn thu thập Nưu Hữu Đạo phải cần có cơ hội. Không bao lâu sau, ba người Nưu Hữu Đạo rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, đi cùng một nhóm với Đinh vệ. Dần dần, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện khu vực núi rừng Minh Mông bị hỏa thiêu một mảng lớn. Rốt cuộc, đám người Đinh vệ cũng đã đến nơi, Đinh vệ không nóng lòng hạ xuống, mà ra lệnh cho đội ngũ xoay xung quanh trên không một trận, kiểm tra tình huống khu vực bị hỏa thiêu. Ở trên không điều tra một lúc, sau đó hạ xuống thấp một chút kiểm tra lại lần nữa, cuối cùng mới rơi xuống một sườn núi. Đinh vệ bước đến phía trước, đưa lệnh bài trưởng lệnh phiêu miểu các, nhìn khu vực bừa bộn sau khi bị đốt, quát lớn, mở cửa. Đợi một lát, một vết dạn màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó biến thành một cái bát sốc ngược. Bên trong gợn sóng xuất hiện núi sông, đình đài lầu các. Mặt bát lại nứt ra một vết rách, một đám người từ bên trong nhảy ra, dẫn đầu là một ông cụ tóc bạc, ông ta lên tiếng, tại sao trưởng lệnh lại đến đây? Đinh vệ thu lại lệnh bài, đáp, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải đến xem chứ. Ông cụ tóc bạc nói, người cũng biết tình huống ở đây, đến cả một đoàn người là không thích hợp, mang theo hai người là được rồi. Đinh vệ khẽ gật đầu, quay lại nói, hai người các ngươi vào cùng với ta, những người khác ở lại bên ngoài. Nghiêu hiếu đạo ở một bên nghe xong, vội bước lên trước, đinh tiên sinh, thế còn ta. Đinh vệ căn bản chẳng thèm để ý đến, Nghiêu Hữu Đạo lập tức khoát tay ra hiệu hai người tần, Kha cùng nhau tiến lên chào hỏi ông cụ tóc bạc, vị tiền bối này, chúng ta phụng pháp chỉ thánh tôn đến đốc cha phiêu miểu các, chẳng lẽ không thể đi vào sao? Hai người tần Kha thật sự không biết nên nói cái gì về trưởng lão của mình, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi. Phụng chỉ đốc cha, ông cụ tóc bạc nghi hoặc, quay sang nhìn đinh vệ có đúng như vậy không? Đinh vệ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Ông cụ tóc bạc khẽ cao mày, cũng không nói thêm gì nữa, cho qua tuy nói là cho qua nhưng vẫn phải tiếp nhận kiểm tra ngoại trừ chín thánh bất kỳ người ra vào ở đây đều phải tiếp nhận kiểm tra bình thường không cho phép mang theo bất cứ vật gì ra vào chỉ có những vật mà các thành viên vườn vô lượng thường dùng mà thôi nếu ai có mang vật gì vào nhất định phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt một người bị ba người đồng thời vây quanh ngay cả đinh vệ cũng không ngoại lệ ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra trang sức đi kèm bao gồm vũ khí tùy thân đều phải bỏ lại bên ngoài sau khi xác nhận không có vấn đề gì đám người đinh vệ mới được cho vào người bước vào đại trận phòng hộ nhanh chóng đóng lại toàn bộ đại trận bỗng nhiên co rụt lại ánh sáng màu lam lóe lên vườn vô lượng đột nhiên biến mất người đang chờ bên ngoài đại trận đưa mắt nhìn nhau cảnh tượng sông núi trước mắt cứ như vậy mà biến mất chỉ còn lại khu vực bị đốt cháy khét người ngoài không nhìn thấy rõ tình huống thay đổi bên trong nhưng người bên trong lại nhìn thấy toàn bộ tình huống bên ngoài quả thật rất thần kỳ ba người nghiêu hữu đạo bước vào, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Lần đầu tiên bọn họ đến cấm địa, không khỏi hiếu kỳ. Nghe nói thánh tôn cũng đến, đinh vệ đi cùng với ông cụ tóc bạc đằng trước hỏi một câu. Ông cụ tóc bạc thở dài. Ngày hôm sau sau khi sự việc xảy ra, các thánh tôn lần lượt đến, cũng không ở lâu, chỉ hỏi một số tình huống rồi rời đi. Lời thì nói rất nhẹ nhàng, nhưng đinh vệ hiểu, chín thánh nhất định rất tức giận. Người ở đây không bị dạy dỗ mới là lạ. Vườn vô lượng giống như một thế ngoại đào viên, đình đài lầu cắt sen vào nhau rất tinh tế. Vừa đi, như hữu đạo không ngừng quan sát địa hình. Có không ít người từ cổng hoặc cửa sổ ngóc đầu lên nhìn bọn họ. Trên đường, như hữu đạo nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đối phương rõ ràng hơi giật mình, ngao phong đang dựa vào lan can, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Gã còn tưởng rằng người đến là ai, kết quả là như hữu đạo. Trong ngày xảy ra sự việc, như hữu đạo có nói cho gã biết, qua mấy ngày nữa hắn sẽ đến vườn vô lượng. Khi đó gã còn cho rằng Nghiêu Hữu Đạo điên rồi, không nghĩ đến đúng là đến thật. Sau khi nhìn thấy đinh vệ, gã liền hiểu ra, thì ra là theo đinh vệ đến. Gã cũng không biết Nghiêu Hữu Đạo đã dùng biện pháp gì để đinh vệ mang hắn tiến vào vườn vô lượng. Có đinh vệ dẫn đầu, gã cũng yên tâm hơn không ít. Gã sợ Nghiêu Hữu Đạo làm loạn, dùng thân phận đốc cha chó má tự tiện đốc cha vườn vô lượng. Khi đó sẽ dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi nghiêu hữu đạo để ý nơi ở của ngao phong lưu vào trong trí nhớ hắn muốn nghĩ cách đến vườn vô lượng một chuyến ai ngờ có đinh vệ ngược lại bớt được rất nhiều việc đinh vệ có thể tiến thẳng vào khu vực trồng cây vô lượng chính giữa không biết một dòng suối từ đâu ra vần quanh một cái đảo hoang bên trên đảo hoang có một cây đại thụ sừng sững bốn phía đảo hoang trống rỗng trên đảo cũng trống bất kỳ ai muốn tiếp cận đảo hoang đều khó tránh khỏi bị người ta phát hiện bốn phía đất trống bố trí chín tòa nhà Nghiêu hữu đạo nhìn qua liền biết đây là khu vực dành cho thành viên của chín đại thánh địa trực luân phiên. Bọn họ vừa đến, chín tòa nhà lập tức xuất hiện một số người nhìn chằm chằm. Cây đại thụ bên trên đảo hoang lẻ loi trơ trọi cũng không tính là quá cao, ước chừng cao hơn năm trượng, nhưng cành lá rất rộng và dài, giống như cánh hoa xanh biếc. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm cây đại thụ, không cần nói, cây đại thụ này chắc chắn là cây vô lượng trong truyền thuyết. Một đám người bước đến gần dòng suối cạnh đảo hoang, lập tức bên trong ba hốc cây giống như ba hốc mắt trên tán cây lóe lên ba con quạ màu đen trong nháy mắt biến thành ba người đàn ông có làn da đen nhánh đứng dưới tàng cây cảnh giác nhìn ba hướng sau đó xoay đầu ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đám người nhìn rất quỷ dị chính là nha tướng thủ hộ như hiếu đạo cao mày bắt đầu kiểm chứng gương mặt nha tướng thủ hộ với từng người mà hắn đã vẽ qua ông cụ tóc bạc đưa tay ngăn cản đinh trưởng lệnh mọi người đừng đến gần vòng quanh một chút là được nếu đến gần sẽ xảy ra chuyện ngay Đinh Vệ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến gần cây vô lượng, nghe xong không khỏi dừng bước hỏi, lúc chuyện xảy ra, nơi này không có việc gì chứ? Chương 1620, người giang hồ xưng là đạo gia một. Ông cụ tóc bạc nói, nơi này không có việc gì. Sự việc phát sinh bên ngoài, hết thảy bên trong vô lượng viên đều bình an. Khi hai người hỏi qua hỏi lại tình huống xảy ra lúc đó, như Hữu đạo ngầm sử dụng pháp nhãn quan sát cây vô lượng. Cây vô lượng có 12 nhánh mỗi một nhánh đều có một loại quả màu đỏ sậm, lớp vỏ bên ngoài thô ráp như vỏ quả vải, to bằng nắm tay, có hình dáng giống như trái tim. Điều kỳ lạ hơn, trái tim giống như đang sống, phảng phất có nhịp tim, giữa những chỗ gập gành còn có tia sáng màu đỏ phát ra. Đây chính là quả vô lượng trong truyền thuyết, có thể phát sáng, khiến người ta mở rộng được tầm mắt. Quan sát quả vô lượng một lát, như hữu đạo chợt bước đến nói với hai người đinh vệ đang nói chuyện, trưởng lệnh, ta muốn tìm những người khác để tìm hiểu tình huống khi chuyện xảy ra, xem có phát hiện gì không. Đinh vệ không trả lời mà nhìn ông cụ tóc bạc, giống như đang hỏi có được hay không. Ông cụ tóc bạc quan sát nhiều hữu đạo, cũng không nói là không được. Dù sao người ta cũng dùng danh nghĩa đốc cha của chín thánh. Ông quay đầu sang ra hiệu cho tùy tùng sau lưng, hai người các ngươi đi theo, một tấc cũng không rời. Vâng, hai người lĩnh mệnh chắp tay đồng ý, nhiều hữu đạo chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn hai người tần kha rời đi hắn không đến chỗ nào khác mà đến thẳng một cửa phòng, gọi người bên trong ra hỏi. Lúc cha hỏi, Nghiêu Hữu Đạo yêu cầu hai người ông cụ tóc bạc phái đi cùng tránh mặt nhưng hai người không chịu. Các ngươi yên tâm đi, ta không rời khỏi sự giám sát của các ngươi đâu. Ta sẽ đứng bên ngoài cha hỏi, để các ngươi nhìn thấy, nhưng cuộc nói chuyện thì không thể để các ngươi nghe thấy được. Không được, không phải ta không tin các ngươi. Trước khi sự việc chưa có kết quả, tất cả mọi người trong vô lượng viên đều có hiểm nghi ta muốn phòng ngừa người khả nghi khai khống mà thôi. Đối mặt với lời giải thích này, hai người cũng không làm chủ được, đành phải đến chỗ ông cụ tóc trắng xin ý kiến. Kết quả là được đồng ý. Về sau, nhiều hiểu đạo ra hiệu hai người tần, Kha đi theo hai người kia đứng xa một chút. Lý do là để hai người xác định không nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, hiển nhiên là phòng bị hai người theo dõi sẽ nghe được nội dung nói chuyện. Cứ như vậy, nhiều hiểu đạo dùng thân phận thành viên đốc tra bắt đầu tra hỏi, câu hỏi toàn là hỏi nhảm, chỉ hỏi tình huống lúc đó xảy ra. Hai người của vô lượng viên được phái giám sát nhìn hắn không chuyển mắt. Hỏi xong một nhà lại đến một nhà khác, cuối cùng cũng đến nhà của Ngao Phong. Nghiêu hữu đạo thuận theo một đường, đến từng nhà để hỏi. Ngao Phong đang dựa vào lan can, vừa nhìn là biết mục đích của hắn. Đến nhà của Ngao Phong, Ngao Phong được gọi ra ngoài, chạm mặt với Nghiêu hữu đạo ngay giữa đường. Đợi hai người tần kha và hai người giám sát thối lui, Ngao Phong đã nhìn thấy tình huống tra hỏi lúc trước, biết Nghiêu Hữu Đạo đã tạo ra được hoàn cảnh ổn thỏa, không khỏi yên tâm trò chuyện, thấp giọng nói, người đúng là chạy đến đây được. Nghiêu Hữu Đạo, ta xem như phục ngươi, ta đã thấy người gan lớn, nhưng chưa thấy người nào to gan như ngươi. Ngươi cứ như vậy mà chạy đến vô lượng viên, ngươi đúng là có bản lĩnh, ta đoán chừng đệ tử chín thánh mà biết được cũng phải phục ngươi sát đất. Nghiêu Hữu Đạo nói, cũng không còn cách nào, trước đó, thời gian ta gặp tiên sinh quá ngắn, rất nhiều chuyện còn chưa được rõ ràng ta nhất định phải nghĩ cách đến chạm mặt tiên sinh mới được. ngao phong nói, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ khi làm chuyện này, chẳng lẽ ngươi không sợ? như hiếu đạo nói, sợ cũng vô ích thôi, mọi thứ chỉ cần quen thuộc là được. khi đã quen thuộc, cứ thế mà làm thôi, cẩn thận làm là được, chưa nói đến cái gì là sợ hãi. ngao phong nói, xem ra người đã làm không ít chuyện gan to bằng trời. như hiếu đạo nói, người đang khen ta hay là châm biếm ta đấy? tiên sinh, ta đến đây không dễ dàng gì vẫn nên tranh thủ nói chuyện chính đi. Ngao Phong nói, việc này ta nghĩ đi nghĩ lại, cho dù có đối phó được với nhà tướng thì sao chứ, hoàn toàn không có khả năng thành công. Chúng ta dừng lại đi, không có khả năng thành công đâu. Như Hữu Đạo nói, đã định ra mục tiêu, chỉ cần hướng đến mục tiêu mà đi, gặp vấn đề nào thì giải quyết vấn đề đó. Còn chưa làm, làm sao biết sẽ không có khả năng thành công. Ngao Phong nói, không nói cái khác, người cũng nhìn thấy chín tòa nhà giám sát rồi, Bên trong 9 tòa nhà đều có 3 người giám sát bất kể mọi thời tiết. 9 nhà thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm. Người có mưu đồ bất chính hoàn toàn không có khả năng tiếp cận. Chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Mặc kệ người trộm cũng được, đoạt cũng được, cho dù lấy được quả vô lượng, người hoàn toàn không có cách nào xông ra khỏi đại trận. Mà xông ra cũng không thể thoát khỏi sự truy sát. như Hữu Đạo, từ bỏ đi, nếu dễ dàng đắc thủ như vậy bên trong thánh cảnh có rất nhiều người có năng lực hơn so với chúng ta. Không đến phiên chúng ta nghĩ cách đâu, như hữu đạo nói, người yên tâm đi, chỉ cần giải quyết vấn đề nha tướng, vấn đề người hoàn toàn không cần tính là vấn đề. Ta đã sớm có dự định, Ngao Phong nói, người nói nhẹ nhàng như vậy, người tính thế nào? Như hữu đạo nói, ta sẽ giúp người dụ người đi, sẽ tạo cơ hội cho người ra tay. Ngao Phong kinh ngạc, tạo cơ hội cho ta ra tay. Người có ý gì, người bảo ta đi trộm, như Hữu Đạo nói, ngươi là người của vô lượng viên, là người có biện pháp cất giấu tốt nhất. Ngươi không trộm, ai trộm? Ngao Phong nói, ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta nhát lắm, ngươi đừng có dọa ta. Như Hữu Đạo nói, ngươi yên tâm đi, không phải một mình ngươi chiến đấu đâu. Ta sẽ đích thân phối hợp với ngươi, chờ ta tiến vào vô lượng viên lần nữa, đó chính là lúc ngươi ra tay. Ngao Phong nói, ngươi còn vào nữa. Không được, ngươi đã vào được, ngươi ra tay không được sao, tại sao nhất định phải là ta ra tay? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi ngược lại một câu, người có khả năng dụ hết tất cả thủ vệ đi chỗ khác không? Ngao Phong im lặng, sau đó nói, không được, bọn họ không nghe lời ta, lại càng không nghe lời của ngươi. Nghiêu Hiếu Đạo nói, vậy cũng không nhất định, ta tất có biện pháp của ta. Ta đã có biện pháp, dĩ nhiên sẽ do ta xử lý, người cứ phụ trách ra tay là được. Việc này không thể để cho quá nhiều người biết, khi ra tay, chỉ có hai người chúng ta phối hợp làm việc. Này, vẻ mặt này của ngươi, tiên sinh, nhiều mỗ sẽ không bắt ngươi làm chuyện khó xử đâu. Ta nhất định sẽ vì bạn bè mà cân nhắc thỏa đáng. Ta tiến vào lần nữa, nhất định sẽ tạo ra một hoàn cảnh khiến cho ngươi yên tâm mà ra tay. Không có nắm chắc, ta sẽ không làm, người cảm thấy thế nào? Ngao Phong hỏi, tại sao ta lại có cảm giác giống như ngươi đang nói mơ nhỉ? Nhiều Hữu đạo nói, có phải là chuyện hoang đường hay không, sự thật sẽ nói rõ hết thảy. Được rồi, chuyện nhà tướng, chuyện thủ vệ đã có đường giải quyết, vấn đề còn lại là làm thế nào để mang đồ ra ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng ta đến đây lần nữa. Ngao Phong nói, ngươi đừng lo lắng làm sao đem đồ ra. Ta hỏi ngươi, sau khi ra tay, làm sao ta rời đi? Ta phải ở chỗ này chờ chết sao? Dưới đại trận phòng hộ, trên trời dưới đất đều bị khóa lại. Người nào chạm vào sẽ bị phát hiện ngay, ta phải làm sao bây giờ? Như Hữu Đạo nói, ta đã nói rồi, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề chúng ta cứ từng bước giải quyết. Ta hỏi ngươi, ngươi có cơ hội, ngươi có muốn rời khỏi vô lượng viên không? Cũng không thể ở trong vô lượng viên mãi mãi không ra ngoài. Ngao Phong nói, cũng không đến mức như vậy, trên cơ bản cũng không phải không có cơ hội ra ngoài. Người của vô lượng viên, hàng năm sẽ được nghỉ phép một tháng, cho phép người đó ra ngoài hoạt động. Đương nhiên, nếu ngươi không ra ngoài, ngươi có thể ở đây không ra. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ đều không muốn ra chương 1621, người giang hồ xưng là đạo gia hai Bởi vì ra ngoài rồi, bọn họ sẽ phải gặp cảnh thẩm tra nghiêm ngặt, sẽ rất phiền phức. Nếu có sơ suất gì, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không ra ngoài, ngày phép cũng không được giữ lại, xem như bỏ. Như hữu đạo nói, thời gian mỗi người ra ngoài đều cố định sao. Ngao Phong nói, không phải, nếu có nhu cầu thì xin nghỉ. Mỗi năm chỉ được một lần, Như Hữu Đạo nói, điều này chẳng phải tốt sao. Đến lúc đó ngươi xin nghỉ phép là được." Ngao Phong mở to mắt, tận lực khắc chế tâm trạng của mình, "Ngươi điên rồi à? Người ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra, làm sao ta có thể mang đồ ra ngoài chứ?" Nghiêu Hữu Đạo nói, "Đây chính là vấn đề phải giải quyết sau đó, làm sao để mang đồ ra ngoài? Vừa rồi, khi ta tiến vào, ta phát hiện thủ vệ cổng không quá nghiêm ngặt, vẫn còn cơ hội. Chỉ cần qua được cửa ải thủ vệ kia, đồ sẽ được mang ra ngoài. Ngươi có cơ hội làm thủ vệ cổng hay không? Nếu không ngươi hãy nói ra tình huống phòng thủ lúc đó ta sẽ nghĩ cách ngao phong cười khổ điều này không cần nghĩ biện pháp bây giờ ta đang gác cổng đấy nghiêu hữu đạo nói ngươi đường đường là đồ tôn của thánh tôn lại đi gác cửa ngao phong nói ngươi còn mặt mũi đi hỏi điều này ngươi có biết ấy náy là gì không cái này còn không phải do ngươi tặng cho ta sao sau khi trở về từ hoang trạch tử địa ngươi cảm thấy ta còn sống thoải mái được à bây giờ thì làm việc vật đến phiên thánh địa vô hư thủ vệ thì đẩy ta đi làm. người đừng nghĩ nhiều, thủ vệ chỉ là báo tin ngoài cửa khi có người đến mà thôi. còn việc mở đóng trận pháp không thuộc quyền quản lý của ta. người kiểm tra ra vào cũng là những người khác. như hữu đạo nói, ta chỉ cần biết khi đại trận đóng mở, người có ở cửa ra vào hay không mà thôi. ngao phong nói có, nhưng ta lại không thể ra ngoài, huống chi canh giữ cửa không chỉ có một mình ta. như hữu đạo hỏi có mấy người canh cổng. ngao phong đáp hai người. Nưu Hữu đạo hỏi tiếp, cách bao lâu thì ngươi trực luân phiên một lần? Ngao Phong nói, ở đây có bao nhiêu nhà thì cứ luân phiên bấy nhiêu ngày. Có 9 nhà thì luân phiên 9 ngày một lần. 9 ngày, Nưu Hữu đạo thì thầm, tiếp tục hỏi, cửa ra vào trận pháp có quy luật mở ra đóng vào hay không? Ngao Phong đáp, làm gì có quy luật, thánh địa lúc nào cũng có người đến kiểm tra, có quy luật gì có thể nói chứ. Có lúc một ngày mở ra đến mấy lần, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chưa mở ra một lần. Nghiêu hữu đạo nói, như vậy, chuyện trước mắt chính là một cơ hội, bởi vì tần suất mở ra hẳn sẽ nhiều hơn. Nếu không tìm được cơ hội này, chúng ta đành chậm rãi chờ cơ hội sau. Ngao Phong hỏi, chờ cơ hội gì? Nghiêu hữu đạo nói, người hãy làm cho ta một chuyện. Ta sẽ để cho hồ tộc nghĩ biện pháp đến gần cửa. Đợi khi đại trận mở ra, điều ngươi cần làm là truyền tin tức cho hồ tộc. Ngao Phong giật mình, làm sao có thể làm được? Nghiêu hữu đạo nói, ta đã nhớ kỹ vị trí cánh cửa rồi hồ tộc sẽ nghĩ cách đến gần cửa có ký hiệu giúp cho ngươi nhận ra ngươi hãy lưu tâm quan sát là được còn ngươi làm sao nhận được tin tức rồi làm cách nào truyền ra ngoài cái này phải phụ thuộc vào ngươi nhìn tình huống mà nghĩ cách bây giờ nói nhiều cũng vô dụng bước hành động kế tiếp ta sẽ bảo hồ tộc báo lại cho ngươi biết sau khi nhận được tin ngươi hãy nghĩ biện pháp hoàn thành ngươi phải trải qua một lần chuyện kế tiếp ngươi mới có thể nắm chắc chỉ cần làm theo lời ta nói ngươi sẽ hiểu Ngao Phong nói, người nói với ta những thứ này, tại sao ta lại có cảm giác rất mờ mịt. Ngưu Hữu Đạo nói, cảm giác không quan trọng, quan trọng là người có làm được hay không. Bây giờ ta không thể trò chuyện với người quá lâu, người chỉ cần biết, ta không những có thể mang đồ ra ngoài, còn có thể giúp người an toàn thoát thân, mà người của vườn vô lượng còn không phát hiện đồ đã mất. Ngao Phong nói, nói thì dễ nhưng hoàn toàn không có khả năng. Ngưu Hữu Đạo nói, năm đó, người giang hồ tặng cho Ngưu mỗ ngoại hiệu trộm ra, có phải là hư danh hay không, phải làm qua mới biết được. Được rồi, chúng ta nói hơi lâu, hãy nhớ lời ta dặn, ta sẽ từng bước chỉ dẫn cho ngươi làm, người không cần sợ. Người khác hỏi, người cứ bảo những gì ta hỏi đều là tình huống xảy ra lúc đó. Ta hỏi những người khác cũng như vậy, cáo từ, dứt lời, mặc kệ phản ứng của Ngao Phong, hắn quay người rời đi, tìm một nhà khác. Sau khi hỏi thăm thêm vài nhà, đang cùng một người khác trò chuyện, đám người đinh vệ bước đến bước đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, Đinh Vệ thản nhiên hỏi, người định ở lại kiểm tra hay theo ta rời đi? Ngưu Hữu Đạo hỏi, bây giờ tiên sinh đi sao? Đinh Vệ từ chối cho ý kiến, người có chức trách của ngươi, người muốn ở lại ta cũng không miễn cưỡng. Dứt lời liền bỏ đi, Ngưu Hữu Đạo nghe xong, vội vàng ngừng hỏi nhảm, sau đó ra hiệu cho hai người Tần Kha rời đi. Hắn đến đây chỉ là để gặp Ngao Phong, cũng không phải đến tra án thật. Huống chi hắn biết chuyện phát sinh chẳng liên quan gì đến người của vườn vô lược, cần chi phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Vì thế, không cần thiết hắn sẽ không ở lâu. Trên đường rời đi, ông cụ tóc bạc đột nhiên hỏi một câu, như hữu đạo, người có phát hiện vấn đề gì không? Chưa từng gặp mặt lại có thể kêu thẳng tên, có thể thấy được ông ta đã thông qua miệng đinh vệ biết được thứ gì đó. Như hữu đạo nghiêm túc nói, tiền bối tốt nhất là không nên hỏi. Có vấn đề gì, ta sẽ trực tiếp báo với Thánh Tôn. Ông cụ tóc bạc nhân mặt, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Đinh vệ vô thức quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ tên này thật sự đã phát hiện được vấn đề gì bên trong vườn vô lượng hay sao? Nếu thật sự là vậy, mưa to gió lớn sắp bị nhấc lên rồi. Y cũng muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo có phát hiện vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng Ngưu Hữu Đạo đã nói như thế, Y cũng không dám hỏi thêm cái gì nữa. Lúc ra vô lượng viên, một nhóm người lại bị cẩn thận kiểm tra lần nữa, ngay cả đinh vệ cũng đàng hoàng phối hợp nói chung là người ra vào nơi đây cơ hồ phải tay không ra vào ra vô lượng viên mắt thấy vô lượng viên rất thần kỳ biến mất đám người đinh vệ trước tiên giá vật cưới bay lên không nghiêu hữu đạo lập tức lệnh người đuổi theo đợi đuổi tới đinh vệ nhìn nghiêu hữu đạo hỏi sao vậy ngươi còn muốn cùng ta đi đại nguyên thánh địa sao ngươi không trở về vấn thiên thành sau khi nghiêu hữu đạo hỏi xong phát hiện bản thân hỏi phí lời ai nói đối phương nhất định phải về vấn thiên thành vấn thiên thành là địa phương nghiêu hữu đạo hắn đặt chân lại không phải điểm dừng chân cố định của phiêu miểu các, đó chỉ là một bộ ngành dưới tay người ta mà thôi. Đinh vệ không để ý đến hắn, người trực tiếp đi xa, nói chung không có bay về phía vấn thiên thành. Như hữu đạo buồn bực, cảm giác bị đinh vệ đùa giỡn, hóa ra trước đó đinh vệ muốn cùng hắn rời đi cũng không phải đồng thời trở về, vẻn vẹn chỉ là cùng rời vô lượng viên mà thôi, cảm giác chính là muốn kéo hắn ra vô lượng viên. Ra cũng đã ra, cũng không còn cách nào khác, phất tay ra hiệu hai người tần, kha đổi phương khác hướng rời đi. Quay đầu lại nhìn vết tích cháy khét trên mặt đất, Nghiêu Hữu đạo trêu chọc hai câu. "Như thế nào, mở rộng tầm mắt chưa? Toàn bộ tu tiên giới, người có thể đi vào Vô Lượng Viên không nhiều, người may mắn nhìn thấy Vô Lượng quả càng ít ỏi, đủ để trở thành đề tài câu chuyện cho hai người các ngươi thổi tung trời." Kha Định Kiệt cười khổ nói, "Trưởng lão nói giỡn, Vô Lượng quả, loại sự tình này coi như chúng ta trở về tông môn cũng không dám tùy ý nói ra." Tần Quan than thở nói, "Cũng không biết cẩu vật nào lớn mật như vậy." lại dám hỏa thiêu vô lượng viên. Khóe miệng nghiêu Hữu Đạo co giật, ngẩng đầu nhìn trời. Trên đường, sự tình hai người tần kha lo lắng lại xuất hiện, hai người bị nghiêu Hữu Đạo vứt ở trên đường. Chương 1622, trong bụng tàng vật. Sớm có lo lắng này là vì bị vứt quen, quen còn lo lắng chỉ vì quá trình chờ đợi quá mức vô vị, còn phải cẩn thận trốn sợ bị người phát hiện ra. Mắt thấy nghiêu trưởng lão điều động phi cầm đơn độc rời đi, Tần Quan than thở nói: Không biết trưởng lão muốn làm gì? Kha Định Kiệt hỏi, Ngao Phong, trưởng lão tiến vào vô lượng viên không phải là muốn gặp hắn chứ? Tần quan quay đầu lại, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều có hoài nghi giống nhau. Người khác không biết như trưởng lão và Ngao Phong trong bóng tối có cấu kết, nhưng hai người bọn hắn biết. Trong hoang trạch tử địa, một con hắc hồ chui ra, hóa thành trưởng lão hồ tộc Hắc Vân. Đến rồi, Nhiêu Hữu Đạo ngồi xếp bằng lên tiếng chào hỏi, cũng đứng lên. Hắc Vân đi tới trước mặt, lại có việc, Nhiêu Hữu Đạo nói, ta mới từ vô lượng viên đi ra, a, à, ngươi tiến vào vô lượng viên. hắc vân giật mình, thấy đối phương gật đầu thừa nhận, không khỏi lo lắng. người có thể vào, làm gì còn phải bảo chúng ta mạo hiểm phóng hỏa thiêu một lần. còn nữa, người ra vào như vậy không sợ gây nên hoài nghi sao? như hữu đạo nói, không ngoài dự đoán, trong vô lượng viên đề phòng nghiêm ngặt, ta và ngao phong tiếp xúc đều nằm trong sự giám thị, không thể có bất kỳ mở ám. trong vô lượng viên không phải địa phương thuyết phục ngao phong phối hợp hỏa thiêu dẫn hắn ra chạm mặt là đúng. Còn vấn đề hoài nghi, ngươi không cần lo lắng, không nắm chắc ta sẽ không tiến vào. Bên ngao phong ta đã khai thông tốt, tiếp đến phải nhìn xem bản sự của hồ tộc các ngươi. Hắn nói chi tiết kế hoạch liên hệ với ngao phong cho Hắc Vân và cả việc tiến hành thương nghị kín đáo, chặt chẽ kia nữa. Sau khi đã lên kế hoạch mọi thứ thỏa đáng, Hắc Vân thở ra một hơi, vẻ mặt mang theo nét lo lắng. Năm đó chúng ta có thể liên hệ với lão tộc trưởng ở dưới mí mắt của La Thu, đối với truyền tin tức tự nhiên không có vấn đề ta chắc chắn sẽ không để người vô lượng viên phát hiện chỉ là không biết ngao phong có thể phối hợp hay không như hữu đạo nói có thể phối hợp hay không thử qua mới biết hắn thân là đồ tôn của đốc vô hư đến lúc vô hư thánh địa phòng thủ cửa trận sẽ có chút ưu thế hắc vân gật đầu nói ta sẽ mau chóng phái người tới thành lập đường dây liên lạc cùng hắn như hữu đạo nói sự tình này chúng ta không thể làm hỏng cho nên cần phải cẩn thận hắc vân nói ngươi yên tâm luận trình độ hiểu rõ thế giới này không ai hơn được chúng ta tuy chúng ta đánh không thắng cửu cầu nhưng ở dưới mí mắt của bọn hắn làm chút sự tình lén lén lút lút lại không thành vấn đề hơn nữa vì để lão tộc trưởng có thể khôi phục lại chắc chắn chúng ta sẽ cẩn thận nghiêu hữu đạo ừm một tiếng nói đến trình độ hiểu rõ thế giới này vừa vặn có một chuyện cần các ngươi đi làm hắc vân nói chuyện gì nghiêu hữu đạo nói thất thải bảo châu nghe nói qua chưa hắc vân nói ngươi là nói đồ vật do hồng Bạng sản xuất như hữu đạo nói không sai chính là đồ vật kia hắc vân nói đồ vật kia trừ đẹp đẽ thì không có tác dụng gì tối đa có tác dụng giống như dạ minh châu chiếu sáng một chút mà thôi người muốn đồ vật kia làm gì như hữu đạo nói ta tự có chỗ cần lúc nhận được ngươi sẽ biết dùng làm gì ngươi phái người đi hải vực thu thập một chút nhớ kỹ lấy màu đỏ hắc vân nói cái này đơn giản thôi chỉ tốn chút thời gian là được cũng rất an toàn như hữu đạo nói mọi việc thường hay xảy ra vấn đề ở những chi tiết không quan trọng mà có khi sự việc tưởng như bình thường ấy lại là điểm chí mạng đừng chủ quan bất cần phải cẩn thận đừng để người khác phát hiện hắc vân nói ngươi yên tâm đúng rồi cần bao nhiêu như hữu đạo nói ta đã thấy thất thải bảo châu vài viên hẳn là được rồi có điều cần kích cỡ như thế nào thì khó mà nói trước được để cho ổn thỏa tìm người viên mau chóng làm cho xong đi hắc vân nói được Đi về ta sẽ sắp xếp người đi xử lý, sau khi vật kia tới tay sẽ lập tức đưa cho ngươi." Ngưu Hữu Đạo xua tay nói, "Không cần đưa tới cho ta, cứ giữ ở chỗ ngươi." Mặt khác ngươi chuẩn bị một mật địa, ta muốn dùng. Trong mật địa chuẩn bị thêm một số vật liệu gỗ cứng rắn, còn có đá tảng, ngọc thạch cũng phải chuẩn bị một ít, đúng rồi, còn có cả nhựa cây nữa." Hắc Vân nghi ngờ nói, "Những thứ này đều chỉ là việc nhỏ, sẽ không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt." Vậy cứ như thế đi ta đi trước, chuẩn bị đồ vật đầy đủ xong lập tức liên hệ ta. Nghiêu hữu đạo nói xong cáo từ, ba chữ vô lượng viên trên bảng hiệu cực kỳ bắt mắt. Vị trí bảng hiệu cũng chính là vị trí cửa ra vào sau khi đại trận phòng hộ mở ra, Ngao Phong đứng ở dưới bảng hiệu, ngày hôm nay đến phiên người vô hư thánh địa làm nhiệm vụ. Hai người cùng làm nhiệm vụ, một người khác tên Nguy Giá, có thể bị phái tới trong cửa, thân phận địa vị có thể suy ra được. Không giống Ngao Phong bị phái tới trong cửa, Ngao Phong là đang tiếp nhận hình thức trừng phạt, nguy dã thì đích xác là bởi vì thân phận địa vị hai người như thường ngày làm nhiệm vụ nhưng nguy dã phát hiện ngày hôm nay ngao phong đang làm nhiệm vụ dường như có chút bất đồng tựa hồ hơi mất tập trung ngao phong bồi hồi ở dưới bảng hiệu dường như vẫn quan sát bên ngoài ngao tiên sinh đang nhìn cái gì vậy thời điểm hai người đi ngang qua nhau nguy dã rốt cục không nhịn được khách khí hỏi sở dĩ khách khí là bởi vì thân phận và bối cảnh của ngao phong hiện tại có lẽ xui xẻo nhưng dù sao người ta cũng là đồ tôn của đốc vô hư nói không chừng ngày nào đó lại chờ mình quản lý hắn ta cũng nên. Ngao Phong dùng mình, ý thức được hôm nay hành vi của mình có chút khác thường. Nhưng hắn thực không nhịn được, nhiều hiểu đạo nói sẽ phái hồ tộc liên hệ hắn, sẽ để hồ tộc truyền tin tức tới, còn nói cái gì chỉ cần hắn lưu tâm quan sát sẽ phát hiện. Phát hiện cái gì, nhiều hiểu đạo ngay cả ngày nào hắn làm nhiệm vụ cũng không hỏi, làm sao liên hệ hắn cũng không báo, bên ngoài lại không thấy rõ tình hình trong trận pháp phòng hộ, hắn không thể nào nghĩ ra được sao hồ tộc có thể liên hệ hắn. Hắn cũng sợ, sợ gây ra động tính gì bị người phát hiện, thử hỏi hắn làm sao có thể không quan sát Ai, ra sự tình lớn như thế, Thánh Tôn tức giận, không thể lại qua loa, bằng không người ta không chịu trách nhiệm nổi Ngao Phong tìm lý do hợp tình hợp lý, Nguy Giã vừa nghe, thần sắc nghiêm nghị, cũng lên tinh thần theo Ngao Phong ứng phó qua, tiếp tục nghiêm mật quan sát bên ngoài Hồ Tộc sẽ đưa tin tức đến cửa, nói chơi à, vùng này cực kỳ chống chảy đặc biệt là địa phương cách cửa vài chục trượng đều bị liệt hỏa đốt một lần không có chướng ngại che lấp có đồ vật gì tiếp cận rất dễ dàng bị phát hiện hồ tộc làm sao có khả năng đưa tin tức đến cửa thế nhưng nghiêu hữu đạo không thể lấy loại sự tình này nói đùa liên tiếp có những hành động mạo hiểm là vì để kể loại chuyện cười này vậy quả thật sẽ thành chuyện cười